Chương 631, Tiên Cảnh Nhìn xong Bắc Phòng lại chuyển hướng phía Đông. Đông Sương Phòng cùng Tây Sương Phòng đối ứng, cũng là ba gian chiều rộng. Cái này mấy gian phòng mở ra sau, khó có nhất chính là, trung gian minh giữa cùng hai cái bên giữa giữa có khác nhau một trổng phên che, cũng rất đầy đủ bảo tồn lại. Đông Sương Phòng cái này đối phên che là màu nâu nhạt, lá chuối phía dưới hiện lên hình viên trụ, trên có lá cơ, thẳng đến cao cỡ một người chỗ dần dần biến thành nhỏ vỡ đồ án hoa cách. Nếu bàn về chế tác trình độ, chẳng những có thể củng cố cung phên che trình độ tương cận. Nếu bàn về thiết kế tâm tư chi tài tình, tự hồ còn còn có ý mới chút. Ninh vệ dân nhìn một cái liền dị thường thích, không kìm hãm được lớn thêm khen nói. Cái này đông xương phòng phên che thật tuyệt. Quá đẹp. Xảo đoạt thiên công hoàn toàn có thể nói là tác phẩm nghệ thuật cái này sau kinh thành gỗ cứng xưởng đồ gia dụng vận động thời điểm chép tới những thứ đó còn làm tinh xảo ngán a à. lão gia tử ta từ gỗ cứng xưởng đồ gia dụng mua như vậy nhiều đồ dùng trong nhà đồ gỗ cũng chính là một sóc chuột nho phên che mới có thể cùng ngài cái này trong phòng phên che cùng so sánh nhưng vậy hay là đơn chạy nhi một lại bị ta gắn ở đàn cung tiệm ăn trong nói thật đừng xem ngài cái này phòng cũng chỉ là dân cư nhưng cái này lá chuối phên che thật để cho ta ao ước a à, so với ta kia số năm viện mấy gian trong phòng bình thường hoa lồng tám phương lồng mạnh hơn ta người hoàng thúc kia tòa nhà điểm này nhưng bị ngại cho đè tới thấy ninh vệ dân như vậy biết hàng khang thuật đức tự nhiên cũng hết sức cao hứng đó cũng không dân cư thế nào rồi dân cư ngươi cũng phải xem ai tạo a à? khắp kinh thành ngươi ra sức nhi tìm đi ngươi lại tìm không ra thứ hai chỗ giống như mã gia vườn hoa cao như vậy trình độ có thể nói đường nét độc đáo tư gia viên lâm tới nói thật lâu vốn là đã có chút khác nước lão gia tử lúc này hứng thú nói chuyện lần nữa bị khiêu khích tới ta cũng không phải là thổi a à, tiểu tử ngươi cũng đừng cầm bánh nhân đậu không làm lương khô đừng quên đây chính là tạo đại tượng mã huy đường cho mình vinh nuôi kiến tạo trạch vườn hắn còn có thể không chú ý sao huống chi mã gia cùng một cái khác tạo thế gia dạng thức lôi hay là mấy đời nối tiếp nhau giao hảo cùng đời thanh thay phiên núi đại sư giả sơn trương hậu nhân cũng có người thân cho nên cái này mã gia vườn hoa vận dụng không ít nơi khác tư gia viên lâm không sánh bằng cao minh thủ pháp chỗ cao minh ở nơi nào đang ở một mặt chỗ thấy tinh xảo ai đầu tiên ngươi phải rõ ràng một chút mã huy đường kinh doanh này vườn lúc thanh triều đã diệt vong này kiến trúc nguyên bản không cần bị phong kiến chế độ đẳng cấp chế ước. Nhưng cả tòa trạch vườn vẫn dùng tương đối hơi thấp nhà hình chữ chế, chỉ có một tòa phòng khách vì nghỉ đỉnh núi, còn lại tuyệt đại đa số kiến trúc đều là cứng trắng đỉnh núi. Lại đều áp dụng cuốn nóc hoặc cái yên sóng lưng, trì đầu ngược hiên gạch bên trên không thi điều khắc trên gạch, lương phương bên trên cũng gần như chỉ ở cuốn đầu vị hơi vẻ màu vẽ, Lộ ra phi thường mộc mạc. Cái này tại sao nha? Cũng bởi vì Mã Huy Đường nhận vì thân phận của mình chẳng qua là thợ rèn cùng thương nhân, hắn không muốn noi theo quan liêu theo đuổi trạch viện mặt ngoài nguy nga tráng lệ, chỉ cầu bình thản mộc mạc phong cách. Nói trắng ra, cho hoàng gia phục vụ chừng 100 năm, di hòa viên đều là mã gia tạo, người ta cái gì nhà sẽ không làm a. À. Nhưng người ta nặng trong không nặng mặt, một mình ở địa phương nhưng không muốn lưu ở cao quý hoa mỹ hình thức, càng xem trọng là ở thế nào thích ý dễ chịu cho nên mới đem ý nghĩ toàn dùng tại viên lâm tạo cảnh hòa bên trong phòng trùng tu trang sức bên trên cái này gọi là bánh bao có thịt không ở điệp bên trên liền nói vườn hoa này tự kiến trúc bố cục đi này vườn nhất khác biệt chỗ nằm ở này tại tình nhà không gian phân chia bên trong vườn gần như không có sử dụng tường ngăn các viện đều lấy núi giả cùng hành lang tới ngăn cách hoặc rộng rãi hoặc u thâm hoặc xinh xắn hình thái khác nhau thông qua hoa cây cảnh nước đá vòng quanh tô điểm, để đạt tới một bước một cảnh hiệu quả. Tại quá khứ vườn hoa này tử hoàn hảo thời điểm, người từ tiến vào vườn cửa mở ra mới, đường đi tiếp liền không ngừng ở núi giả cùng hành lang giữa qua lại đan xen. Quanh có khúc khuỷu. Trong vườn hành lang rất dài, mang nhiều có ngồi băng ghế lan can, leo núi lượn quanh nhà, cao thấp phập phòng, lẫn vẫn đang xen, lại cùng ngôi nhà bộ phận quá độ rất tự nhiên. Mã Huy Đường bản thân đối với lần này cũng đắc ý nhất, nằm đó thường chính miệng cho người bình điểm ảo diệu bên trong chỗ. Ngoài ra, Mã Gia Vườn Hoa kiến trúc dùng tài liệu bên trên đương nhiên cũng là phi thường chú trọng. Phàm là phòng khách đều dùng kim chuyên mạng, vách tường đều mài gạch đối khe, tinh xảo mà kỹ càng. Luận nhà cửa phẩm chất cũng không sau người kia số năm viện trên lệch. Nhất là bên trong nhà thiết trí nhiều loại phên che. Hoa lồng cùng đa bảo cách làm công đều là tin ít cầu tin. Chẳng những dùng tài liệu chất thượng thừa, khoản thức cũng là bỏ cũ thay mới. Rất nhiều cũng ra theo năm đó đại nội đi công tây, có thể không sau một cái bình thường tôn thất vật kiện trong nhà mạnh. Đùa giỡn đâu. Nhất là đắp cái này hoa viên tử thời điểm, kinh thành đã có nước máy, đèn điện, xe hơi cùng điện thoại, mã gia xây dựng nhà cửa thời điểm, đem những này hiện đại thiết thi cũng dẫn vào bên trong. Hơn nữa vì giải trí lại tu phòng bóng bàn, phòng ca múa, đồng thời còn cất giữ truyền thống hí lâu, thần tài miếu cùng Phật đường. Cho nên ở chức năng tính bên trên, mã gia vườn hoa là gồm cả truyền thống cùng hiện đại ngôi nhà toàn bộ ưu thế. Cuối cùng, chân chính để cho mã gia vườn hoa vượt qua bình thường viên lâm địa phương nằm ở tạo cảnh chi tuyệt diệu. Trong vườn này a, à, tổng cộng có hai ngồi khá lớn núi giả, ngoài ra còn có năm sáu tổ đẹp để đá phong, cả viện đều vòng lấy hành lang bên trong vườn ba chỗ ao nước đều có thể thấy được đẹp để pho tượng cùng suối phun. Hơn nữa mã gia là trực tiếp ở bên trong ao trồng trọt hoa sen. Đến mùa đông, đang ở trong ao cửa hàng màn có tử phòng đóng băng, đây là một loại rất đắt giá hạ ao tạo thủ đoạn. Phi cái khác trạch trong vườn chỗ thường gặp ở trong ao đặt hoa sen an phong màn thủ pháp có thể so sánh. Nhất là ở hí lâu phía nam, mã gia còn đặc biệt sắp đặt hai ngồi cỡ lớn hoa nhà ấm, cũng chính là hoa phòng, chuyên dụng ở mùa đông bồi thực hoa cỏ. Cái này để cho vườn hoa tử một năm bốn mùa cũng xứng danh. Cho tới trong vườn bình thường hoa cây cảnh thì càng sung xuê. Nhập môn chúng ta thấy được kia một cây cây già, cao lớn tươi tốt, loại cây này gọi thu cây, ở Kinh Thành là rất ít gặp. Trong vườn còn có lão hòe hai gốc, cần mấy người ông hết, phân biệt cắm ở lớn núi giả chủ phong chi bắc cùng tiết âm hiên chi tây. Ngoài ra còn có cây táo, cây hạnh, ngân hạnh, cẩu kỹ, cây mộc qua, cây du, cây bách, cây hồng, cây ốc chó chờ chút. Hoa cỏ chủ yếu có tây phủ hải đường cùng đinh hương, hoa trong vườn người mã gia dùng riêng trước phòng, thường thường cũng sắp đặt mẫu đơn ao, thực có nhiều bản hàng cao cấp. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì đâu. Bởi vì trừ thực vật trở ra, trong hoa viên còn nuôi không ít động vật, các loại chim chóc ở dưới hiên trong lồng tre ca hát, một cái hành lang có thể treo hơn 60 cái lồng chim. Toàn bộ ao nước đều có cá ở lá sen giữa xuyên qua, tăng thêm không ít tức giận. Càng thú vị chính là trong vườn còn đã từng nuôi qua hai ổ con vịt. Bốn đầu hưu, bọn nó ở cây ao đá hồ giữa có thể tùy ý du dương, là khá có núi rừng giả thú A. Ai, quá khứ vườn hoa tử cái gì dạng, ngươi là không có thấy tận mắt A, vậy căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng ra. Trừ thiếu hụt nước chảy, không có cách nào đi thuyền ra. Còn lại nên có mã gia vườn hoa cũng đủ. Đã tới khách khứa, gần như người người lưu luyến quên đường về. Ta như thế cùng ngươi nói đi, đừng xem ngõ Kim Ngư nhà kia vườn hoa nổi danh, hòa thân ở qua cung vương phủ mọi người đều biết, nhưng vậy cũng là thái độ quan liêu, chẳng qua là phòng ốc trọng, người ở như mây phô trương. Thật luận hưởng thụ sinh hoạt, còn phải thuộc mã gia vườn hoa a. Nếu không tống tiên sinh thế nào nguyện ý hoa mỗi tháng 100 khối đại dương mướn như thế cái tiểu viện đâu. Phổ Nghi ở Tân Môn mướn toàn bộ một trương vườn biệt thự cũng bất quá mỗi tháng 200 đại dương a, nói đến căn bên trên, Tống tiên sinh chẳng qua cũng là yêu vô cùng cái này hoa viên tử, cam nguyện vì Mã gia tạo trình độ móc tiền. Ngươi biết nơi này đẹp nhất thời điểm là cái gì dạng sao? Đó chính là ngày lễ Tết, hoặc là Mã gia chủ nhân làm vui mừng biểu diễn tại nhà thời điểm chính hoa viên tử hành lang cũng sẽ treo đầy đèn lồng. Có chiếu sáng dùng, cũng có thưởng thức, còn có giải đố. Tràng diện kia gọi một trạng rỡ, đơn giản như nhân gian tiên cảnh. Khi đó còn để ý phóng cái hộp hoa, ta thường thường leo lên nóc phòng. Đứng ở trên nóc nhà, lặng lặng chờ đợi quan sát trong vườn ngân hoa hỏa thụ quan cảnh. Cuối cùng còn có liên châu lễ hoa, từ hí lâu bên kia phóng vang. Trừ đầy bầu trời đêm năm màu rực rỡ diễm hỏa còn sẽ có màu trắng dù giống như từng cái một màu trắng tiểu tinh linh hướng ta bay tới đó là lễ hoa trong một bộ phận là theo lễ hoa bay lên không dân trào ra kia nho nhỏ màu trắng dù chậm rãi hướng ta bay tới thổi qua nóc phòng ta chỉ cần đưa tay là có thể đem bọn nó đủ xuống khang thuật đức một phen miêu tả coi như là đem ninh vệ dân hoàn toàn cho nghe choáng váng nguyên bản ninh vệ dân còn cảm thấy cái này mã gia vườn hoa rất có điểm giống là thương phẩm phòng thời đại một hoa viên biệt thự tiểu khu rất nhiều chỗ khác nhau người ta phân ở tại trong vườn hoa các nơi tiểu viện tất cả mọi người đem vườn hoa trở thành một có thể công cộng hoạt động khu vực cũng không có cái gì quá mức đặc biệt nhưng bây giờ hắn không chỉ có như thế suy nghĩ hắn bây giờ cho là mã gia vườn hoa hoàn toàn vượt qua bình thường ngôi nhà khái niệm đơn giản chính là trong thực tế quá hư huyễn cảnh so hồng lâu mộng còn phải hồng lâu mộng nơi này muốn cái gì có cái gì, quá hạnh phúc mộng ảo, ở năm đó hoàn toàn chính là ngăn cách ở loạn thế nhạc thổ A, được rồi, vẫn còn ở trong vườn nuôi hưu, mặc cho tùy tiện chạy đâu. Còn trên trời dưới đất hoa nở pháo. Cái này sau 30 năm sau người sẽ còn chơi. Thế là cảm xúc bột phát, hắn không khỏi hâm mộ thở dài. Sư phụ, ngài nói những thứ này có thể so với tướng thanh khen ngôi nhà, trong miêu tả gia đình hào phú chân thật sinh động nhiều nếu không phải ngài nói cho ta biết. Ta còn thật không nghĩ tới thế gian còn có như vậy phú hào sinh hoạt. Đây chính là kính tiếng xa hoa nha. Cảm ơn ngài để cho ta mở mang kiến thức, giống như đã dựa vào tưởng tượng đi dạo một vòng năm đó vườn hoa tử vậy, xem ra ngựa này nhà đích xác không hổ là làm thành niên kinh nhà giàu nhất, xác thực quá giàu có. Không ngờ hắn lời này cũng cho Khang Thuật Đức chọc cười. Lời này của ngươi có ý tứ, kính tiếng xa hoa cái này tự nhiên rất mới mẻ, bất quá cũng là khích khao. Ai, cho tới kia tướng thanh cũng chính là tướng thanh mà thôi, thuộc về người nghèo hết sức khoa trương tưởng tượng, căn bản không thể coi là thật. Bởi vì trăm họ kiến thức tương đối có hạn. Một nói tướng thanh, há có thể biết chân chính giàu người sinh sống đâu. Ngươi nhìn người bình thường nói giàu, phải là ăn sung mặt sướng, đeo vàng đeo bạc, tơ lụa, xe xịn m. Nhưng còn chân chính hào môn sinh hoạt, lại chỉ nói là sên ca thuộc về nhà, đèn xuống lầu đài. Trong này phân biệt, một lời có thế phán. Ngươi suy nghĩ một chút, có phải hay không chuyện như vậy? Chương 632, cùng chuyện cũ cạn chén. Được rồi, xé nửa ngày chuyện tào lao, chúng ta còn tiếp theo trò chuyện cái này đông nhà nhi đi. Ý thức được bản thân túi cái vòng lớn, Khang Thuật Đức ngay sau đó đem đề tài chuyển trở lại. Cái này ba gian phòng là Tống Tiên Sinh nơi tiếp khách. Tống Tiên Sinh làm người cùng phong cách hành sự, kỳ thực cũng cùng mã gia tương tự. Nội liễm, không thích trương dương, cho nên cái này đông xương phòng bài trí cũng là không hiển sơn không lộ thủy. Ví dụ cái này đông xương phòng minh giữa A, căn bản không có cái gì danh gia thư họa, hệ thống treo đều là Tống Tiên Sinh thân bút. Ta còn nhớ trung gian có treo một bộ lối vẽ tinh vi mẫu đơn, lấy tự từ bài danh Điệp Luyến Hoa. Hai bên còn có một bức câu đối, đáng tiếc chỉ nhớ rõ với dưới là thất nhã cần gì phải lớn, mùi hoa không ở số nhiều, vế trên coi như nhớ không được. Tống tiên sinh chữ gầy gò tiêu sái, vẽ ung nhã tỉ mỉ, nhắc tới cùng vương tôn hòa sĩ phổ tâm xa phong cách rất là tương tự. Nhìn tống tiên sinh thư họa, đó là một loại hưởng thụ, so uống canh gà còn phải đẹp đâu chiếu ta nhìn, thư họa của hắn muốn đưa đến lưu ly xưởng đi, sợ rằng dựa vào treo bút đơn, cầm nhuận phí nuôi gia đình. Cũng là có thể nuôi sống gia đình. Đồ dùng trong nhà cũng giống vậy, tống tiên sinh không hề giống người ngoài như vậy, cố ý ở nhà chính bày đầy cổ hương cổ sắc gỗ cứng đồ dùng trong nhà, tạo phú quý khí giống. Hắn ở nơi này đông nhà trước sảnh chỉ để vào ba tấm da thuộc ghế salon, một một bàn trà, chỉ cầu cái đại khách dễ chịu là tốt rồi bất quá máy thu thanh tổng tiên sinh mua nhưng là sớm nhất cũng là tốt nhất vậy cũng là hiệu buông tay nhập khẩu nước mỹ hàng có thể nghe đài phát thanh máy thu thanh tổng tiên sinh đặt ở phòng chính đông thứ giữa là để cho tiện hiểu cục thế bên ngoài lớn kèn máy hát tổng tiên sinh đặt ở cái này đông xương phòng minh giữa trong là bởi vì năm đó người gần như đều tốt kinh kịch không thể rời bỏ loại này giải trí tổng tiên sinh bản thân cũng có thể hát mai phái áo xanh hắn có một cái khoan hậu tốt cổ họng, vừa vặn bên trên không được. Một lần hát, do mẹ ngồi cung, hắn lại đem hài tử cầm ngược. Cho nên hắn tự dễu là đài phát thanh đỏ, ý là bản thân chỉ có thể âm thầm hát, trèo lên không được đài. Bất quá hắn ngược lại có thể kéo một tay tốt hồ cầm, chẳng những cầm kỹ đủ để ứng phó chính thức tràn diện, thậm chí còn đưa tới Mai Lan Phương chú ý. Mã Gia có một lần làm biểu diễn tại nhà, Tống Tiên Sinh tạm thời cứu tràng, dự bị một vị hợp với kéo cả máy xuất diễn cổ tay bị tổn thương cầm sư lên đài lúc lại đúng lúc gặp chậm chạp đến mai lan phương mới vừa ngồi ở dưới đài lúc ấy mai lan phương đang vị này nhị di thái xem xét cầm sư nghe tống tiên sinh cầm kỹ ý động liền không nhịn được ở dưới đài chờ đợi mời mọc kết quả náo chuyện tiếu lâm một phen trò chuyện hắn mới biết tống tiên sinh chẳng qua là chơi phiếu nhà mình có không nhỏ sản nghiệp thế là chỉ đành chắp tay xin lỗi bất quá Tống Tiên Sinh thích nghe nhất khí. Còn chính là Mai Lan Phương. Tống Tiên Sinh mua rất nhiều kinh kịch đĩa nhạc, nói ít cũng có mấy trăm tấm. Mai Lan Phương đĩa nhạc, chỉ muốn gặp được, hắn chuẩn mua. Chính là mua kịch Bắc Kinh, đó cũng là nhân vương thiếu khanh vì Mai Lan Phương nhạc đệm, ở phản hai hoàng hát biến điệu trong thì có từ kịch Bắc Kinh trong tham khảo nguyên tố. Cho nên Tống Tiên Sinh cũng cùng trống to đĩa nhạc kéo đàn. Ngược lại, Ngụy đầy ở trường Xuân công ty thu âm phát hành đĩa nhạc, tổng tiên sinh là một trương cũng không có. Một là bởi vì hận nước thù nhà. Người Nhật đem phổ nghi ngoặc dẫn đi làm con rối, muốn chia rách chúng ta quốc gia. Đừng nói tống tiên sinh tức giận, liền rất nhiều có cốt khí diễn viên cũng không muốn đi quán lục. Hai là trường xuân rót đĩa nhạc chất lượng cũng cực kém, nghe qua hai trở về chỉ biết hư hại rơi từ. Khi thứ đồ nhảm nhí so lão hổ bày nhi bán trang điểm hàng còn bảy người đâu. À, dĩ nhiên, nếu là kính tiếng xa xỉ nha, cái này trong đông xương phòng cũng sẽ không cái gì bảo bối cũng không có. Tống tiên sinh có thể viết sẽ vẽ, cái này dựa vào bắt thứ giữa vừa là thư phòng, cũng là phòng vẽ tranh. Gần cửa sổ vị trí này để lại một trương kích thước lớn tử đàn lớn bàn vẽ. Bàn vẽ cánh đông có một thanh gỗ cứng hai người ghế. Ở nơi này tử đàn bàn vẽ bên trên, Tống tiên sinh vẽ qua thủy hữu 108 tướng. Hắn tay nắm tay dạy ta cùng hắn một đôi con cái vẽ tranh. Mà cái này bàn vẽ giá tiền sợ là có thể hù dọa ngươi, lúc ấy có thể cùng 16 giữa tốt nhất nhà đồng giá. Phía nam lần này giữa đâu, an trí chính là một lớn bàn bát tiên, cũng là gỗ tử đàn. Hơn nữa vây quanh khảm trai, cực kỳ đẹp đẽ, bằng lại là tám gian phòng. Cái này hai kiện đồ gỗ cộng lại chính là 24 giữa mỗi gian phòng phòng coi như 800 đại dương, cái này cũng không khác mấy 20.000 khối. Đây là thập kỷ 20 giá tiền. Sau này năm 1946. Bởi vì hai thứ đồ này thực tại khó có thể mang đi. Tống tiên sinh mới bất đắc dĩ bỏ những thứ yêu thích, cùng trương bá câu lấy vật đổi vật, đổi một bức đường dần, gió thu tìm ẩn đồ, cùng một bức thủy nguyệt quan âm. Sau này Trương Bá Câu lại đem tấm này lớn bàn vẽ cùng cái này bàn bát tiên quyên cho cố cung. Bây giờ cố cung thi triển cái này hai cái bàn tử, một xưng là Minh, tử đàn đầu bằng án, một là đầu nhà thanh, tử đàn vây quanh võ sò so bàn bát tiên. Khang thuật đức lời nói này nói xong, tống tiên sinh tính tình cùng điệu bộ liền ở ninh vệ dân trong lòng dựng lên. Một thiên tính hài hước, yêu thích rất nhiều, có học thức, có tài tình, có khí tiết, làm việc giỏi về biến thông, làm việc không câu chấp lưu loát thương nhân hình tượng, phản phất sống sờ sờ đứng ở Ninh vệ dân trước mắt. Để cho hắn đối vị này Tống tiên sinh càng phát ra cảm thấy thân cận cùng kính yêu. "Lão gia tử, ta phải nói, người mạng này khổ là khổ. Nhưng ngài có thể gặp Tống tiên sinh như vậy quý nhân, cũng thật là lớn lao vận khí. Qua đi niên đại đó nhiều loạn a, à, người bình thường chạy nạn chạy tới kinh thành, có thể còn sống sót xác suất không lớn." rất có thể là được nằm lăn, chết ở đầu đường. Cũng chính là ngài, chẳng những còn sống, hơn nữa bị Tống tiên sinh dẫn tới như thế tốt địa phương, học một thân bản lãnh, cuối cùng đều được cái chỗ này chủ nhân. Đây quả thực nghịch tập mẫu mực a. Ngài cái này trải qua quá lệ trí. Ta là thật muốn gặp một lần vị này Tống tiên sinh a, đáng tiếc liền tấm hình cũng không có. Nhắc tới, ta cũng phải cảm ơn hắn. Bởi vì hắn muốn không thành tựu ngài Ngài cũng không biết dạy ta A à, đúng hay không Mà hắn vậy cũng càng thêm Để cho khang thuật đức miễn hoài quá khứ Lão gia tử nghe thở dài một hơi Thành tựu Lời này của ngươi không sai Nhưng ta muốn nói A à, Tống tiên sinh cho ta xa Không chỉ tiền trình cùng bản lãnh như thế đơn giản Hắn cho ta quá nhiều Hắn cho ta một ngôi nhà A à. Ra dáng nhà Tống tiên sinh trời sinh tính ôn hòa gặp chuyện không gấp không buồn. Nhưng duy chỉ có đối đãi học vấn cực kỳ nghiêm túc. Quá khứ, hắn ở chỗ này dạy ta biết chữ cùng số học, làm sai là phải dùng thước trừng phạt ta. Nhưng ta học được tốt, học được nhanh, hắn cũng sẽ cảm thấy vô cùng cao hứng. Ta chính là nhân chăm chỉ hiếu học, lại không thích lắm mồm, mới nhập mắt của hắn. Ta lúc 13 tuổi, sắp sĩ cùng Tống tiên sinh đã học 2 năm. Coi như là có chút thiên phú đi qua loa đọc xong tiểu học chương trình học. Tống tiên sinh vì kiểm nghiệm ta học vấn, cố ý tìm đến dục anh trung học nhập học thi bài thi cho ta làm, ta thi gần như mát điểm. Để cho hắn hết sức cao hứng. Ngày thứ hai sẽ đưa ta một hình vuông bạch đồng học mực, phía trên có khắc thành tích tốt đẹp, bốn cái màu xanh lá lối chữ lệ chữ to. Còn có, ta 14 tuổi năm ấy, vì chúc tống tiên sinh chi tử tinh viên nhập học, Tống Tiên sinh nhật bản Thái Thái đặc biệt chế tạo bằng bạc chiếc đũa cùng muỗng. Điều này làm cho nữ nhi của bọn họ Xuân Tử mười phần ao ước, khóc la không dứt. Làm mẹ tâm thương nữ nhi, liền cùng Tống Tiên sinh thương lượng, muốn cho nữ nhi cũng bổ túc một phần. Tống Tiên sinh chẳng những đồng ý, hơn nữa lại còn quyết định, giống vậy cấp cho ta một phần. Tống Tiên sinh nói ta coi như là đệ tử của hắn, cũng đã không chỗ nương tựa, theo lý nên gia chủ nhìn tới cứ như vậy ta cùng tống tiên sinh hai đứa bé vậy hưởng thụ ngang hàng đãi ngộ chúng ta chiếc đổ lấy một hai ba vì đánh dấu muỗng đem bên trên cũng có chúng ta mỗi người tên tức lấy tinh xuân đức vì đánh dấu hắn nhật bản thái thái đối ta cũng giống nhau tốt hàng năm năm mới cùng tháng ba hoa anh đào mở ra thời điểm nàng cũng sẽ làm rất nhiều hoa anh đào dáng vẽ bánh ngọt cho ta cùng các con của nàng phân ra ăn có một năm mùa đông ta bệnh nhật bản thái thái còn đặc biệt vì ta làm nhật bản bác thác nói ở quê quán của nàng đứa trẻ bệnh liền ăn cái này mới khá nhanh nóng quá hồ a à, ăn giống như sang nồi mì tàu uống vào cả người đổ mồ hôi vệ dân ngươi biết không ta thích nhất chính là mùa hè bởi vì vừa đến mùa hè lúc chạng vạn tối đại gia chỉ biết ở trong viện hóng mát làm già yêu nói cổ tống tiên sinh cũng yêu kể chuyện xưa hai người bọn họ ngươi nói một. Ta nói một. Thường thường có thể nói đến đã gần đến nửa đêm hăng hái không giảm. Mỗi lần lấy được Nhật Bản Thái Thái đi ra khuyên can, bảo ngày mai nói tiếp đi. Mới có thể trở về phòng ngủ. Sau này chúng ta thậm chí vì vậy, bị thuê lại ở cách vách gian gia mang theo thất đức đài phát thanh, danh xưng vị. Còn có một năm lập thu, ta cùng tống tiên sinh hai đứa bé, cũng bên trên trong nhà bảo mẫu ruộng mẹ hợp lý nàng phi nói ở lập thu ngày đã từng thấy tận mắt lá cây lật người, nói cho chúng ta biết, lập thu lúc ấy, xoát một cái, chỉnh cây lá cây cũng lật qua, ngay trong ngày là 2 giờ chiều 3 khắc lập thu. Còn có không tới một giờ. Ta liền cùng tinh viên cùng xuân tử cùng nhau tha thiết chờ đợi cái này kỳ quan. Mãi cho đến buổi chiều 4-5 giờ, trừ nhỏ gió lướt qua, lá cây khẽ nhúc nhích ngoài, lại không cùng thường ngày lại cùng chỗ bất đồng. Đúng rồi, Tống tiên sinh vợ chồng đều là thức ăn ngon chuyên gia, tống tiên sinh thiện làm cá hoa vàng, hắn thái thái rất thích chút thọ vui nồi. Con cái của bọn họ cũng sẽ làm đồ ăn, xuân tử mới năm vừa mới mấy tuổi, còn có thể với lên một thanh nhỏ củ cải cùng dưa leo đinh, tới một cái đập đỏ lục đâu. Khang thuật đức thao thao bất tuyệt nói. Mặc dù càng nói càng phát ra suy luận tán loạn, ánh mắt mê ly mờ mịt. Nhưng ở trong miệng của hắn, quá khứ ngày cũ sinh hoạt từng ly từng tí, lại tất cả đều rõ ràng hồi phục. Ninh vệ dân lại thế nào sẽ không hiểu được lão gia tử tâm tình. Cuộc đời phù du, phồn hoa chuyện tán, người lão cảnh lão. Ai ngờ hưng phế chuyện, kim cổ hai khoan thai. Lão gia tử nghẹn quá lâu, hắn đây là mượn hồi ức quá khứ, đang cùng cố nhân trùng phùng, đang cùng chuyện cũ cạn chén. Chương 633, Tứ Tiểu Thư Ninh vệ dân từ khang thuật đức Hội ức quá khứ giảng thuật trong, lần đầu tiên rõ ràng hiểu đến lão gia tử thời thanh thiếu niên sinh hoạt chi tiết. Biết hắn là như thế nào ở tống tiên sinh quan tâm yêu mến săn sóc hạ trưởng thành. Biết bọn họ trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng mà thực tế là thầy trò, là cha con. Biết ở lão gia tử trong lòng, là thật tâm đem tống tiên sinh trở thành đối này có ân cứu mạng cùng tái tạo chi ân đại quý nhân mắt thấy nói đến động tình chỗ khang thuật đức thậm chí thổn thức không dứt nổi lên lệ quan ninh vệ dân không thể không liên tiếp khuyên lơn mới để cho lão gia tử không cho tới quá đáng kích động nhưng dù vậy ninh vệ dân cũng biết lão gia tử trong lòng vẫn là cất giấu không ít chuyện đâu căn cứ chính là hắn vô luận hỏi thăm chuyện của mã gia hay là tống tiên sinh tình huống trong nhà nguyên bản khang thuật đức đều là đối hắn biết gì nói nấy giống như cái gì Nhật Bản thái thái rất đẹp, đối đãi người hòa khí, tính cách cũng tốt. Trước kia ra cửa, thường xuyên kimono, rực rỡ diêm dúa, muôn màu muôn vẻ. Nàng búi tóc vẫn hết sức cao, mặt lâu đến khi rất trắng, ăn mặc quốc gỗ, đích tí tách cạch, giống như một con hoa hồ điệp. Hấp dẫn mã gia vườn hoa người ở cùng cửa người đi đường con mắt. Rời đi hoa hạ về nước lúc, vị này Nhật Bản thái thái còn đặc biệt dặn dò hắn một phen. Giao phó nói tống tiên sinh nửa đêm có lúc đói bụng, thường cần ăn chút vật, cho nên muốn hắn chú ý, nhất định phải để cho tống tiên sinh điểm tâm lọ vĩnh viễn không vô ích. Giống như vậy nữ nhân tốt, nếu như không phải hai nước giao chiến, thật có thể nói là không có chọn. Hoặc giả dạ cái gì mã huy đường tuổi già đơn giản sống thành nửa tiên nhi, hãy cùng hồng lâu mộng trong một lòng tu tiên giả kính giống nhau như đúc. Không những ở hắn ở Nam Thư Phòng. Đáp lều, mua dê, ngày ngày uống sữa cừu dưỡng sinh, hơn nữa còn yêu cùng đạo sĩ cùng nhau ngồi tĩnh tọa. Mã gia vườn hoa Phật đường cùng thần tại miếu cũng vì vậy hương khói không ngừng, mỗi ngày đốt trường minh đăng ít nhất phải thêm cái 10 cân dầu mè. Còn có cái gì hoa trong vườn kia năm gian cuốn lều nghỉ núi kiến trúc là đã từng mã gia phòng bóng bàn. Phòng bóng bàn hạ một mảnh sân trống đến đông chí tiết cũng có dịu dụng. Hàng năm cũng sẽ có người làm tới hát nước thành băng, đợi băng dày hai ba tấc là được phải một lớn như vậy băng nhân tạo trận. Người ở phía trên trượt đi. Hoàn toàn cùng thái miếu băng trận hiệu quả bình thường không hay. Buổi tối thậm chí còn có thể từ phòng bóng bàn trong dẫn dắt ra đèn điện chiếu sáng tiếp tục trượt. Thế là chẳng những bọn con nít ở chỗ này chơi khí thế ngất trời, cũng thường xuyên có các đại nhân tham gia trượt băng đội ngũ. Ở người ở chỗ này có thể nói là qua đủ trượt băng mức độ nghiện. Như thế nói đi, có lẽ là bởi vì cao tuổi người miệng liền vỡ. Cũng có lẽ là thuần túy nhớ tới cái gì sẽ theo miệng nói cái gì. Ngược lại bất luận ninh vệ dân muốn nghe, còn chưa phải muốn nghe. Cũng bất kể có phải hay không là một đoàn đầy rối. Có phải hay không quan tám sào không tới chuyện. Khang thuật đức tất cả đều toàn bộ ra bên ngoài móc. Nhưng chỉ cần ninh vệ dân hỏi đến cách vách gian gia tình huống, cũng chẳng biết tại sao, lão già này lại đáp lại rất là phụ họa thường thường lác đác mấy câu nói cái đại khái liền thôi mới vừa lúc mới bắt đầu ninh vệ dân còn không nghĩ nhiều hắn cho là có lẽ là bởi vì giang tiên sinh cùng tống tiên sinh chuyên nghiệp cùng địa vị cũng có khoảng cách hỗn chính là hai cái vòng nhất là tống thái thái lại là nhật bản người trời sinh làm cho lòng người sinh khoảng cách cảm giác hai nhà người lui tới mới ít nhưng sau này theo khang thuật đức đối ngày cũ hồi ức càng ngày càng nhiều hắn dần dần phát hiện kỳ quặc cảm thấy tự hồ không phải chuyện như vậy. Lão gia tử rõ ràng là đang cố ý lẫn tránh, không muốn nói nhiều cùng Giang gia người cùng sự. Phải biết, Giang gia cùng Tống gia mặc dù chưa nói tới cái gì thông gia tốt, nhưng dù sao bà con xa không bằng láng giềng gần. Với nhau như thế tường ngăn ở, cũng đều là có văn hóa người, không tránh được giải trí phương diện cùng sinh hoạt hàng ngày sinh ra giao tập. Nhất là Giang gia có hai trai hai gái, này con trai trưởng so khang thuật đức lớn 7 tuổi, nhỏ nhất nữ nhi không ngờ cùng tống tiên sinh nhi tử cùng tuổi dưới tình huống như thế cho dù hai nhà đại nhân không giao thiệp với nhưng hai nhà tiểu bối nhi lại thế nào có thể chưa quen thuộc không ở cùng nhau đùa giỡn đâu trên thực tế đang nói về ngày cũ ăn uống thời điểm khang thuật đức liền vô tình nói khoan khoái miệng để lộ ra một chất làm người ta giật mình tình huống thì ra lão gia tử đã từng cho ninh vệ dân đã làm hòe hoa rồng lười không ngờ lại là cách vách gian gia tứ tiểu thư phát minh sáng tạo hơn nữa chính là dùng mã gia trong vườn hoa tiết âm hiên phía tây cây kia cây hòe hòe hoa làm đây là bởi vì gian gia cùng tống gia hài tử ở thanh thiếu niên thời điểm từng mô phỏng đại nhân định kỳ tụ hội thay phiên làm chủ từ làm chủ người bản thân chủ muỗng chuẩn bị thức ăn ngon khoản đãi bạn bè bởi vì tụ hội thời gian thường là chủ nhật cho nên gọi lạy thiên hội đối cái này tụ hội, Ninh Vệ Dân dĩ nhiên là rất thấy hứng thú. Hắn rất nghĩ nhiều tìm hiểu một chút năm đó những thiếu niên này nam nữ cửa rốt cuộc làm ra bao nhiêu manh mối, nghĩ biết cái này, lại thiên hội, bên trên có còn hay không cái gì kỳ tư diệu tưởng ăn uống không có. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại hỏi thăm, lão gia tử lại không muốn lại nói cái gì, trực tiếp lắc đầu không nói. Mà để cho ninh vệ dân cảm thấy kỳ quặc chính là, làm lão gia tử mang theo hắn cùng nhau tản bộ, cuối cùng cũng xuyên qua nam tường liên thông hành lang gian giữa sau khi, lão đầu này không ngờ hướng về phía phía đông một cánh bị ván gỗ phong kín trăng sáng cửa, không nhúc nhích, phát lên ngóc. Lúc ấy, ninh vệ dân vừa đi ra khỏi cái này gian giữa, liền bị trước mắt một mảnh cảnh đẹp hấp dẫn. Bởi vì nhưng vạn vạn không ngờ, từ nơi này đi ra, không ngờ không phải cái tiểu viện này nhi cửa chính. Mà là có động thiên khác, là một không gian rất lớn, bốn phía cũng có lưu hành lang, cùng khác nhà tương thông vườn hoa. Bên trong viện bốn góc có trồng tím, bạch đinh hương cắt một bụi, tây phủ hải đường cùng trân châu mai cắt một bụi. Bây giờ đinh hương đang lúc mở ra, tây phủ hải đường càng là xanh nhạt đỏ tươi, mười phần vui mắt. Nhất là nhất làm người ta tháng phục chính là, trong sân còn có ao nước một tòa, trong ao còn có một cái con khỉ che dù tượng đá. Mặc dù trong ao không có nước, còn còn có rất nhiều rác rưởi nhưng tượng đá này dạng thức lại hết sức tinh xảo thú vị, hơn nữa thoạt nhìn ước chừng chứa nước sau là có thể hướng lên phun nước. Này ngoại viện trong còn có một tổ núi đá, cùng ao nước mơ hồ hô ứng. Nhân thấy trên núi đá tựa hồ có chữ viết, mơ hồ là ảnh ao hai chữ, nên vệ dân liền muốn hỏi thăm khang thuật đức, cũng không phương hắn lần này đâu. Phát hiện đứng ở trăng sáng trước cửa lão gia tử, quay lưng hướng hắn, tay vuốt về những thứ kia niêm phong cửa ván gỗ, hình dung tựa hồ có chút dị thương. Hắn không khỏi đi tới hỏi thăm, lão gia tử, ngài đây là làm cái gì đâu. Khang thuật đức không ngờ không có để ý hắn. Ninh vệ dân lại nhìn một chút vần trăng này cửa, theo phương hướng nhìn nên là thông hướng quá khứ gian gia thuê lại cái đó viện nhi, chẳng qua là bây giờ cái viện này kể cả mã gia hí lâu cùng nhau. Đều thuộc về thuộc cổ kim văn hóa nghiên cứu hiệp hội toàn bộ. Hắn cho là lão gia tử là vương vấn bên kia sân, liền chỉ đành nói ngài nha không cần sốt ruột viện này nhi đừng xem hôm nay bị che lại ta tạm thời không được xem nhưng mùng mấy ngày thu hồi lại không cũng giống vậy nha ngài sẽ đối đồ đệ của ngài yên tâm liền thực tế chờ sớm muộn ta đem bên kia phòng cũng cho ngài cầm trở về muốn ta nói ta hay là trước tiên đem tới tay phòng thật tốt xây một chút càng thực tế điểm ngài nói đúng không lại không nghĩ rằng lão gia tử lúc ấy chính là thân hình thoát một cái đi phía trước một nằm sắp. Nhờ có lúc này Ninh Vệ Dân liền đứng ở lão gia tử phía sau, lanh tay lẹ mắt một thanh đỡ, lúc này mới may mắn thoát khỏi. Cuối cùng không có để cho lão nhân gia một con cúi tại trên gỗ, hoặc là ngã xuống đất. Nếu không vậy thì xảy ra chuyện. Sư phụ, sư phụ, cái này sao chuyện a? À? Ngài cái này sao rồi? Ninh Vệ Dân vội vàng đỡ dậy Khang Thuật Đức, không ngờ cái này nhìn một cái, hắn càng giật mình bởi vì khang thuật đức không ngờ sắc mặt trắng bệch không tiếng động chảy xuống hai hàng thanh lệ hắn không khỏi truy hỏi lão gia tử ngài đây là tại sao a à? liền liền vì vần trăng này cửa sao cửa này lại thế nào rồi kết quả lão gia tử đáp lại lại là như vậy vệ dân a à? ta ta bình sinh lớn nhất lỗi chính là phụ lòng một người ngươi không biết nhìn thấy cửa này ta liền đau lòng 39 năm, vần trăng này cửa đã phong 39 năm. Ninh vệ dân trong lòng nhất thời nghi ngờ ung tùng. Cái gì? Vần trăng này cửa chẳng lẽ không đúng sau này bất động sản tịch thu, đem mã gia vườn hoa phân chia thành ba cái sân thời điểm phong kính sao? Phụ Long. Lão gia tử nói tới ai? Là Giang tiên sinh sao? Hay là Giang gia con cái trong một? Trong này rốt cuộc cất giấu cái gì chuyện? Ở nơi này cùng thời khắc đó, bên kia bờ đại dương nước Mỹ, thời gian hay là một ngày trước đêm 10 giờ tối. Hoàng hậu khu Phơ Lưu Xuyên, hòe hương cư, trong, một gốc hoa quý phụ ở phòng ăn sắp vẽ mẫu thiết kế thời khắc, cũng ở đây cùng con của mình giao phó một món chuyện quan trọng. Ngày mai nhất định phải làm chút hòe hoa tới A, à, nếu không cũng không ở quý. Ngươi cũng không nên lại lầm, nhất định phải màu trắng hòe hoa. Màu hồng. Màu hồng có độc nha. Người trung niên cướp lời nói tới, đồng thời cười đi tới cho mẫu thân đấm bóp bả vai mẹ nhi tử sớm không là trẻ con tuyệt sẽ không tái phạm loại sai lầm cấp thấp này sáng mai ta liền lái xe đi hái giữa trưa ta liền đưa cho ngài tới bảo đảm trắng trong như ngọc mới mẻ mùi thơm ngát ngày mai có muốn hay không ta tới làm a à? nhào bột rất khổ cực a à? không cần ta còn không có già dặn ngay cả mặt mũi điểm cũng làm bất động mức Ngươi phải có hiếu tâm a, à, liền đem cháu của ta cùng cháu gái nhận lấy, chúng ta giữa trưa cùng nhau ăn bữa cơm. Ngươi cái đó ngoại quốc tức phụ a, à, thì thôi. Tốt, kỳ thực Timmy cùng Annie cũng nghĩ nảy nảy bọn họ. Cái gì Timmy, Annie? Thật khó nghe. Chẳng lẽ bọn họ không có tiếng hán tên sao? Thật tốt, là Sùng Kiệt cùng Tôn Vân, tốt đi. Chương 634, tịch biên gia sản hàng. Ngày này rõ ràng là tâm hoa nộ phóng đến rồi, vậy mà tàn phá nhà nhìn lâu dễ dàng thấy cảnh thương tình. Khang thuật đức không ngờ suýt nữa một con mới ngã xuống đất, càng là lão lệ tung hoành, nước mắt vẫy vạt áo. Điều này làm cho ninh vệ dân trong lòng thực tại có chút cảm giác khó chịu. Mặc dù còn có một cái đường phố mới vừa bay lên không sân không có nhìn đâu, nhưng hắn đã không còn dám để cho lão gia tử lưu lại tiếp tục xem phòng sợ vạn nhất gặp lại cái gì, nhớ tới cái gì, lão gia tử muốn chịu không nổi cái này kích thích, thật đem một cái mạng già đánh mất ở chỗ này. Vậy hắn coi như tội quá lớn rồi. Cho nên đợi đến khang thuật đức tâm tình tốt một chút, hắn liền lực khuyên sư phụ đi. Lão gia tử, ngược lại những thứ này phòng ta cũng thu hồi lại, ngài muốn nhìn còn chưa phải là tùy thời chuyện. Ta nhìn ngài hôm nay cũng mệt mỏi, ngày này nhiên nhanh xế trưa. Vậy không bằng hôm nay liền đến nơi này đi, lưu phía nam kia viện nhi ta lần tới nhìn lại. Hai người nhà ta đi trước. Hôm nay cũng đuổi kịp ăn Tết, ta mời ngài ăn quán ra sao? Ta liền đông bốn bắc đại phố, xăm lông, nếm một chút trấn gian quán mà đi. Chờ ăn xong rồi, uống đẹp, ta lại mang ngài tắm một cái. Buổi chiều ta thoải thoải mái mái về nhà. Khang thuật đức tự nhiên có thể thể nghiệm và quan sát đến độ để ý tốt hắn không hề cố chấp chỉ ở ảnh bên cạnh ao tiểu tọa một trận lại lưu luyến không thôi nhìn trong một giây lát liền gật đầu tiếp thu ninh vệ dân đề nghị đứng dậy cùng hắn cùng nhau rời đi bỗng nhiên chuyện không đúng dịp bọn họ muốn đi lại còn không đi được bởi vì hai người lúc này mới mới vừa đi ra ảnh ao sân đã nhìn thấy ở trướng phòng bên kia cảnh sơn bang khu phố ngụy chủ nhiệm cùng tổ dân phố chủ nhiệm đang hướng trong sân đi bọn họ còn dùng tay bưng bít làm kèn dắt cổ họng khắp nơi hô to ninh quản lý ninh vệ dân tò mò bọn họ ý tới vội vàng đáp ứng một tiếng nên đón kết quả không ngờ người chủ nhiệm lại là cho hắn báo tin mừng tới đưa mã gia vườn hoa cuối cùng một hộ chìa khóa thì ra cái đó ban đầu ở nơi này bây giờ đã qua đời lão biên tập duy nhất trên đời thân thuộc cũng chính là cái đó ở kim lăng thành gia lập nghiệp nhi tử vẫn luôn ở thông qua đường dài điện thoại cùng cảnh sơn đường phố bên này liên lạc di dời chuyện cái này không thừa dịp thứ ba là ngày mồng một tháng năm công giả nha vị này lại xin phép xuống mấy ngày tồn nghỉ cùng đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ lại phối hợp bên trên một tuần ngày nghỉ cuối cùng là vứt kiếm ra đủ thời gian có thể từ bên kia rút người ra chạy tới người là ngày hôm qua buổi sáng ngồi xe lửa đến kinh thành trực tiếp cổng hành lý tìm được cảnh sơn ban khu phố đến rồi đến chỗ ngồi sau khi vì này thật cao hứng ký tên, thống thống khoái khoái đem chìa khóa đóng. Sau đó điểm được rồi tiền, không dằn nổi lấy tiền đi. Cho tới hôm nay rõ ràng là ngày nghỉ, ngụy chủ nhiệm lại tại sao xuất hiện đâu? Đó là bởi vì ngày lễ quốc tế lao động ngày này cảnh sơn công viên chú định đông đúc chật chội, làm phụ cận đường phố người phụ trách, ngụy chủ nhiệm đương nhiên phải gánh phần này đặc thù trách nhiệm, tự mình phụ trách trị bảo đảm công tác vừa đúng là hạ vùng nhi kiểm tra công việc thời điểm lối của hắn đường mã gia vườn hoa nhìn thấy ninh vệ dân xe hơi cho nên dứt khoát liền tận phần ân tình chủ động đem cuối cùng một hộ chìa khóa cũng cho ninh vệ dân đưa tới nên nói cái này đối ninh vệ dân là chuyện tốt vì vậy hoàn toàn kết liễu toàn bộ nhà ở di dời công tác hắn xác thực thật cao hứng nhưng cao hứng rất nhiều hắn đồng thời cũng có chút không dám tin kia biên tập nhi tử đối phụ thân di vật phương thức xử lý cái gì? Ngụy chủ nhiệm. Ngài nói. Hắn. Hắn tất cả mọi thứ cũng không cần. Để cho chúng ta tùy tiện xử lý. Ngụy chủ nhiệm thì lại lấy một bộ theo lẽ đương nhiên thái độ gật đầu đáp ứng. Đúng, không sai, hắn liền như thế nói. Tiểu tử kia nói phàm là đáng giá ít tiền, tốt mang theo vật, cái gì sổ tiết kiệm, tiền mặt, máy thu thanh, đồng hồ đeo tay cái gì, ở phụ thân hắn qua đời sau, hắn liền cũng cầm đi kia nhà còn dư lại chẳng qua một ít phá cái bàn nát cái ghế nồi chén bầu bồn còn có chút sách cái gì hắn chuyến này khi trở về giữa có hạn cũng không thể ở kinh dừng lại thêm dứt khoát sẽ tới thống khoái để cho chúng ta nguyện ý bán chỉ bán nguyện ý ném liền ném có thế nhưng kia trong phòng ta nhìn trên tường cũng đều là hình giấy khen đâu nên còn có phụ thân hắn thường ngày dùng một vài thứ hắn cũng không cần Ninh vệ dân nhắc nhở Ngụy chủ nhiệm, có ít thứ cũng không phải là lấy kinh tế giá trị cân nhắc. Nhưng Ngụy chủ nhiệm vẫn đoán chắc. Không cần. Ninh quản lý, ta như thế nói đi. Sớm mấy năm, khi biên tập là đợt thứ nhất là được, lão bên phải. Vận động, thời điểm, con trai hắn đương nhiên là ăn hắn dưa lạc, mới bị phát đến phương Nam đi. Sợ rằng sâu trong lòng một mực hận cha hắn đâu nếu không thế nào trở lại cũng không được nơi này đối phó hai ngày, thà rằng tiêu tiền ở quán trọ nha. Ta nhìn đối tiểu tử này mà nói, đối phụ thân hắn là thật không có cái gì tình cảm. Khi đồ còn dư lại, đối hắn dĩ nhiên chính là trách nát. Từ góc độ này tới cân nhắc, ninh vệ dân ngược lại có chút hiểu, nhưng vẫn không nhìn được lắc đầu. A, à, vậy hắn còn chạy chuyến này làm cái gì a? À? Chẳng lẽ liền vì lấy tiền a? À? Nói sớm nha. Nói sớm ta đem tiền và văn kiện chuyển cho hắn không xong. Phải dùng tới như thế giày vò sao? Bạch Trì hoãn như thế nhiều ngày. Ngụy chủ nhiệm lại nói lời nói thật. Hi, thật đúng là chính là vì lấy tiền. Tiểu tử kia từ bắt đầu cũng không tin có như thế tốt chuyện, khó khăn lắm mới tin. Lại sợ như thế một số tiền lớn chuyển tiền sẽ xảy ra vấn đề. Nhất định phải bản thân tự mình đến cầm huống chi tiểu tử này hay là mang theo tức phụ cho mua nhiệm vụ tới. Hắn cầm tiền liền đánh với ta nghe bách hóa tòa nhà mua đồ điện tình huống, ra cửa đại khái liền lại chạy vương phủ tỉnh. Ta nhìn ý kia, nên là tính toán làm cái tivi màu trở về. Ngụy chủ nhiệm giải thích xong, thấy ninh vệ dân hoàn toàn là một bộ không nói hình, cho là hắn mất hứng. Nháy mắt mà mấy cái ánh mắt. Tự cho là thông minh ra bán tốt ngài có phải hay không ngài xử lý những thứ đồ này phiền toái à không có sao ngày mai ngày mai ta mang mấy người tới làm có được hay không không phải một gian phòng ốc nha bảo đảm nửa ngày liền thanh không vậy mà hắn lần này ý tốt nhưng là nhất định phải uổng phí cũng không có dung ninh vệ dân nói chuyện khang thuật đức liền trực tiếp mở miệng bày tỏ cự tuyệt à không cần không cần chút chuyện nhỏ này tính cái gì à nơi đó dùng phiền toái đường phố A. Cảm ơn ngài ý tốt, sẽ để cho chính chúng ta làm đi. Phòng này quá khứ là vị biên tập ở A. Tốt lắm A. Ta thích xem nhất thư, nhìn một chút có hay không ta dùng tới được thư. Ngài là. Ngụy chủ nhiệm lúc này mới chú ý tới chợt chen vào nói khang thuật đức. Hắn nhìn một chút ninh vệ dân, không khỏi mặt lộ thần sắc tò mò. Ninh vệ dân liền thuận thế cho hai người giới thiệu một chút. Đây là phố chúng ta đạo ngụy chủ nhiệm, giúp chúng ta không ít vội. Đây là ta đại gia, hắn là những phòng ốc này chân chính chủ phòng, khế nhà bên trên chính là tên của hắn. Thế là Khang Thuật Đức thay đổi nói, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, sau này còn mời ngài chiếu cố nhiều. Ngụy chủ nhiệm cũng lộ ra vẻ vui mừng. Liền nói, lão tiên sinh, không cần khách khí, có cái gì cần, ngài sau này cứ mở miệng. Cứ như vậy, một phen khách khí hạ, ngụy chủ nhiệm liền mang theo người rời đi, tiếp tục đi làm việc công tác của hắn. Như vậy cũng có thể gặp, Ninh Vệ Dân hiện giờ thật tính hỗn đi ra, đã không thiếu người chủ động nịnh bợ. Như ngụy chủ nhiệm như vậy, cũng sẽ cam tâm tình nguyện vì đó phục vụ. Khang thuật đức tự nhiên làm đồ để cảm thấy cao hứng, nhưng lời nói ra cũng là mang theo nhạo bán mùi vị. U hơ, người bây giờ rất là được hoan nghênh nha. Người ta một đường đường cán bộ quốc gia, đối ta một lão già hòm hẹm có thể như thế khách khí tất cả đều là nể mặt ngươi lên a à, lão tiên sinh cắt ở bên cạnh ngươi ta là lão tiên sinh không có ngươi ta là được lão giúp thức ăn ninh vệ dân thời là vừa bực mình vừa buồn cười cảm thấy lão nhân có lúc thật giống đứa bé ta nói sư phụ ngài còn đưa cái này cơn giận không đâu đâu chẳng lẽ ta hỗn không được khá ngài mới cao hứng phi đến người ta trong mắt không kẹp hai ta ngài mới vui lòng. Được rồi, ngài nhìn một chút cái này đồng hồ chút, thật nhanh giờ cơm nhi. Ta cũng đi nhanh lên đi, ta cái này mang ngài đi ăn cơm. Nơi đó biết, Khang thuật đức đầu đung đưa cùng trống lắc vậy. Chủ ý của hắn đã thay đổi. Đi. Đi cái gì đi? Đi. Cầm kia để người ta mới vừa cho ngươi chìa khóa, đem kia khóa nhà mở ra ta xem một chút lần này ninh vệ dân nhưng có điểm ngơ ngác a à, ta không nói xong rồi hôm nào trở lại nha ngài cũng không đói a à. cái này còn phải xem người ta nhà khang thuật đức tắc cười hắc hắc lộ ra hứng thú dồi dào vẻ mặt hôm nào vậy ta nơi đó chờ a à. ngươi sẽ không quên sư phụ ngươi quá khứ là làm kiếm sống đi ta nhưng là đánh trống nhỏ hôm nay cái này ngụy chủ nhiệm cho ngươi đưa tới đây là cái gì đây không phải là một cái chìa khóa. Cái này tại quá khứ. Vậy thì gọi Tịch Biên gia sản hàng ta là khách quan tình thế làm cho người tự mình Tịch Biên gia sản. Sắp xỉ ở toàn bộ dân tặng. Dưới tình huống này, lại là cái kiến thức phần tử gia sản, 89 phần 10 có thể tìm điểm thứ tốt. Mới vừa rồi ta nhưng trong lòng khó chịu đã lâu, ngươi còn không ta qua đã giền, tìm được có ý tứ chuyện làm a. À cái này kêu là đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp xảo ông trời già ý tứ đi theo hắn nghiêm sắc mặt hoàn toàn lấy ra sư phụ điệu bộ không cần nói nhảm nhanh điểm không phải ta nói ngươi chỉ toàn nghe ngươi thổi nói tôn ngũ phúc kia tiểu tử ngốc giúp ngươi liễm ba bao nhiêu thứ tốt hôm nay hôm nay ta cũng nên kiểm tra một chút nhãn lực của ngươi nếu như thế kia ninh vệ dân còn có thể nói cái gì đâu hắn cũng chỉ có thuận sư phụ ý Chương 635, đổ ước đạt thành. Cái này lão biên tập khi còn sống ở phòng không phải chỗ khác, vừa đúng là do ban đầu mã gia vườn hoa cửa lớn phía tây che kín bên trên sau, dùng cửa tò vò sửa thành kia gian phòng ốc. Như vậy hoàn toàn có thể cho thấy đặc thù năm tháng trong, phạm sai lầm, lão biên tập chỗ gặp xuống cấp đối đãi cùng với thủ đô phòng ở lắm thiếu. Bởi vì không có cửa sau hộ, cho dù là bắt phòng, có tốt nhất hướng, cũng không phải như vậy thoải mái. Làm đã có chút trĩ ở cái khóa móc bị tháo xuống, cửa phòng bị tư xoay một tiếng mở ra, đen thùi lùi trong phòng, một cổ mùi móc nhi cùng mùi bùn đất đập vào mặt. Ninh vệ dân cùng khang thuật đức cất bước vào nhà, cũng phải che miệng mũi. Không cần phải nói, hai người bọn họ bước đầu tiên đi làm chuyện, chính là kéo rèm cửa sổ, mở cửa sổ cho cái nhà này thông phòng lấy hơi. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, mắt thấy một mảnh bụi bặm bốc lên. Đợi đến kéo xuống đèn thừng, có bóng đèn chiếu sáng bên trong nhà toàn bộ nội dung mới cuối cùng cũng hiển lộ ra bởi vì diện tích có hạn trong phòng đồ dùng trong nhà cũng không nhiều một cái giường một người ngủ một tủ đồ một tủ sách một năm thế tủ một trương bàn gõ hai cái ghế một tủ chén đây chính là toàn bộ liền bàn cơm cũng không có những gia cụ này phẩm chất cũng không tốt không phải là đỏ gỗ thông cùng liễu thủy khúc mà thôi trên tường một treo đồng hồ ngược lại gỗ cứng, đáng tiếc có ngạnh thương, đồng hồ hiển nhiên bị đập qua. Phía ngoài chụp lồng thủy tinh đã không có, kim đồng hồ cũng không đi, lại cứ còn dừng ở 8 giờ chừng 20 vị trí. Cái này để nó xem ra tương đương thảm đạm, hoàn toàn một bộ mày ủ mặt ê bộ dáng. Từ năm thế cửa hàng lưu lại bụi bặm dấu vết nhìn, nơi này nên trưng bày qua máy truyền hình. Cửa sổ dưới đáy kia dầu mở phát hoàng tờ báo tường rào lũy cùng ngang trời một cái treo cũ khăn lông dây thép. Biểu hiện nơi này đã từng là lò than tử cùng rửa mặt chiếc chiếm cứ địa bàn. Những thứ đồ này bây giờ cũng không có. Thậm chí đem tủ đồ mở ra sau, nhìn bên trong, tương đối đáng tiền áo khoác, áo khoác, quần dài cũng là một món đều không. Tủ sách bên trên sách cũng còn lại không nhiều mấy chục bản, trống ra cả mấy tầng tới. Rất hiển nhiên cái phòng nhỏ này đã bị biên tập nhi tử giống như Nhật Bản quỷ tử quét sạch vậy liễm qua. Đáng tiền cũng mang đi, có thể bán cũng không khác mấy cũng bán mất. Còn dư lại đều là hắn lười đi va vào vật. Cũng khó trách hắn như thế hào phóng. Nhưng chính là vì vậy, bàn gõ phía trên, trên mặt tường cùng bàn gõ tấm kính hại những thứ kia cũ hình cùng cũ giấy khen mới lộ ra hết sức chói mắt. Biên tập nhi tử tự hồ quên mang đi thứ trọng yếu nhất. Ninh vệ dân đi tới nhất nhất xem qua, phát hiện những thứ kia quả nhiên đều là đã từng thời gian tốt đẹp cuộc sống ghi chép, là lão một đời người hồi ức. Gần như có thể bao gồm ra lão mạng người trong trọng yếu nhất thời khắc, cùng cái này sinh hoạt của một nhà quỷ tích. Chẳng những có lão biên tập vợ chồng lúc còn trẻ chụp chung, có vợ chồng bọn họ cùng mỗi người bạn bè. Thân thuộc chụp chung, có cái này một nhà ba người ở chụp hình quán đập ảnh gia đình, còn có bọn họ cả nhà xuất du lữ hành hình hai tử ở trường học tham gia văn nghệ biểu diễn hai vợ chồng cùng nhau cho nhi tử sinh nhật ống kính sau đó là nhi tử tốt nghiệp chiếu tốt nghiệp chụp chung con trai con dâu phụ hình kết hôn nhi tử ảnh gia đình mấu chốt nhất là trên mặt tường còn treo có người nhà này đi trước một bước nữ chủ nhân di ảnh cho dù là bởi vì ăn rồi khổ hận ba ba chẳng lẽ liền mẹ ruột cũng không cần sao ninh vệ dân hoàn toàn không cách nào hiểu cũng không cách nào công nhận biên tập nhi tử như vậy xử lý lão nhân di vật cách làm cái này hoặc giả bởi vì hắn mình là một trẻ mồ côi đi chưa từng có qua chân chính thân tình cho nên mới phải kết thân tình cảm ngoài coi trọng người không chính là như vậy sao có thường thường không biết quý trọng luôn cho là là thiên kinh địa nghĩa cái này giống như kinh thành cố cung cùng quảng trường thiên an môn bên trên rất ít có thể thấy người kinh thành bóng người vậy hoặc giả cũng bởi vì gần ngay trước mắt đi một chuyến quá phương tiện. Cho nên không có mấy cái người kinh thành sẽ có như vậy hăng hái. Cho tới toàn bộ nhà toàn bộ sự vật trông xem ra nhất làm người ta thương cảm. Chỉ sợ sẽ là treo trên tường cái đó, mỗi ngày đều muốn xé đi một trang tấm lịch. Phía trên kia ngày vĩnh viễn dừng lại ở năm 1981 ngày 12 tháng 9. Ai, vệ dân, ngươi nhìn cái gì đâu? khang thuật đức nhìn thấy ninh vệ dân đứng ở trước bàn gõ thật lâu không có chuyện ổ không khỏi đi tới hỏi thăm a à. ngài hỏi ta a à? như ở trong mộng mới tỉnh ninh vệ dân chỉ chỉ để cho mình ngẩn ra vật ta ta nhìn cái này đâu cái này vậy đại khái chính là vị kia lão biên tập chợt qua đời ngày đi chợt qua đời người sắp xỉ ở bị cướp sạch qua nhà hết thảy trước mắt cũng cho thấy người chết như đèn diệt thê lương cảm giác như vậy thực tại quá tệ ninh vệ dân tâm tình không khỏi bị ảnh hưởng trái chiều vậy mà hắn ảm đạm vẻ mặt cùng nói chuyện đánh lắp bắp lại làm cho khang thuật đức sinh ra hiểu lầm hi cái này có cái gì à không cần quan tâm cái này ngươi phải như thế nghĩ cái nào nhà cũ còn chưa có chết qua người nha ngươi muốn liền cái này cũng kiên kỵ cũng sợ hãi vậy còn thế nào ở tứ hợp viện a à? nhất là quá khứ y liệu kỹ thuật lạc hậu năm tháng, chết cá nhân không nên quá dễ dàng. Phụ nữ sanh khó náo trong huyết quá thường gặp, sinh ra hài tử phải bệnh phong rốn, chết yểu phải cũng không ít. Trẻ nít muốn trưởng thành càng không dễ dàng, không chừng thời điểm nào náo cái bệnh là có thể để cho diêm vương gia cho thu. Huống chi đúng lúc gặp loạn thế năm tháng, mà người như cỏ rác, nơi nào có hoang không chôn người a. À. Ai có thể rơi cái đầy đủ thi thể liền đã không tệ thật không phải ta hù dọa ngươi, liền ngựa này hoa nhà vườn, ta tận mắt nhìn thấy gửi đi, phải có chừng 30 người đâu. Mã gia nhưng là đại gia đình, thái thái, dì thái thái, dưới đáy người ở, các phòng thân thích, đều có. Chúng ta nếu lại khách quan một chút mà nói, ngươi người hoàng thúc kia viện nhi, bởi vì năm rất xưa. Từ nơi đó phát đưa ra ngoài quan tài cũng không thiếu được. Cho dù không có 100, chỉ sợ cũng phải có 80, đây là chuyện rất bình thường. Lời nói này xong, ninh vệ dân không tự chủ được kêu lên một tiếng, ta. À. Lão gia tử, cái này cũng nơi đó cùng nơi đó a. À. Ngài cái này nói, ta ngược lại thật sự có chút sợ. Theo ta kia viện nhi a, à, cũng mau để cho ngài nói ra lưu trai cảm giác. Đi theo hắn lại không khỏi lắc đầu cười khổ. Ngài là không biết, kỳ thực trong lòng ta không được tự nhiên không phải vì cái này. Chủ yếu vẫn là cảm thấy người đời này tan thành mây khói thật quá ngắn giống như cái này lão biên tập rõ ràng tồn tại qua bây giờ lại không ai nhớ hắn lưu lại những thứ đồ này liền con trai hắn cũng không cần kết quả này cũng quá thảm chút nhất là giống như chúng ta như vậy ở người ta phía sau tùy ý đăng đường nhập thất lật trêu người ta cá nhân vật phẩm đụng chạm người ta sinh hoạt riêng tư có phải hay không có chút không thích hợp a à? ta cảm thấy có chút thừa dịp cháy nhà hôi của ý tứ Lời nói này Khang Thuật Đức vẻ mặt trịnh trọng lên. Trầm mặt chốc lát, lão gia tử mới nói, người đứa nhỏ này có thể như thế nghĩ, hiểu phải tôn trọng người mất. Cái này rất tốt. Cái này gọi là giống vậy tâm. Nhưng ngươi cũng phải rõ ràng, trên thế giới này mỗi phút mỗi giây đều có cuộc sống cũng có người chết, sinh tử thật lại hết sức bình thường. Ai cũng không chạy khỏi ngày này, ai khi còn sống vật phẩm cũng phải tùy người khác xử trí ngay cả ta cũng giống vậy a. À. thật đến khi đó, ta vừa không có những thân nhân khác, chẳng lẽ đồ của ta không phải từ ngươi tới lựa lựa chọn chọn sao? ngươi còn có thể đem đồ của ta, hết thảy cũng lưu lại hay sao? y phục trách rưới, nát vớ ngươi cũng phải. cái này không thể nào chuyện nha. cho tới ta yêu những thứ đó, quan tâm những thứ đó, cũng chỉ có ngươi lấy đi, ta mới có thể yên tâm a. À. cho tới chuyện này kỳ thực cũng là đạo lý giống nhau. Dù sao đã từng ở tại nơi này chính là người có học thức người, khó tránh khỏi lưu lại chút thường nhân không biết quý báu vật. Từ chúng ta tới thu liễm, tổng so với cái kia không thèm để ý, một mạch cũng làm trách nát xử lý người mạnh a à, chúng ta đây là đang làm việc thiện. Có thể nói cùng nguyên chủ nhân là lẫn nhau thành toàn. Nghĩ đến mặc dù có chỗ đường đột, người ta trên trời có linh thiên cũng sẽ không ngại. Huống chi đem lại nói đến cùng, làm phòng nghiệp chướng. Lấy của bất nghĩa. Đồ của nghiệp luật lệ cũng không phải là bà không mua mà thôi. Đồng Phật tượng không mua, nhất là trong bụng trang bẩn. Được kêu là câm. Đi đường người mới từ trên người lột xuống quần áo không mua. Còn có trong nhà nấu thuốc, có nằm nằm bệnh nhân không mua. Ngoài ra, hết thảy đều có thể vào tay mua bán. Cũng không tổn hại âm đức, không tính là thừa dịp người gặp nguy cho nên phải ta nói trong lòng ngươi như có chướng ngại rất không cần ngược lại đây mới thực sự là nhìn ngươi bản lãnh thời điểm có thể hay không tương đối thích đáng an trí những thứ đồ này lão gia tử những lời này coi như là nói đến một chút bên trên đem ninh vệ dân không được tự nhiên buông được không ít hắn một suy nghĩ đúng là như thế cái lý nhi dù sao cái này thu thập đồ dùng là một cần tầm mắt cùng ánh mắt việc cần kỹ thuật đâu cho dù là nhà này cha con giữa không còn ngăn cách Lão biên tập nhi tử nghiêm nghiêm túc túc thu thập phụ thân di vật. Vậy cũng chưa chuẩn là có thể thật nhận ra phải ra khỏi nhà những thứ này chân chính giá trị. Bây giờ có hắn cùng lão gia tử cùng nhau lại suy si một lần, ít nhất có thể cấm tiệc thứ tốt bị tao đạp có khả năng, cái này nên cũng coi như tích đức. Như vậy, hắn liền gật đầu nói phải, tinh thần phấn chấn tính toán vào tay. Bỗng nhiên lão gia tử nhưng còn có lời nói đâu. Ai, trước chớ vội a, à, ta nói đồ đệ a. À liền như thế vào tay lật tìm đồ nhiều không có ý nghĩa a à, hôm nay hai người nhà ta không ngại đánh cuộc so tài một chút ánh mắt đi liền trong phòng này vật ngươi chọn trước ngươi mỗi chọn tới một món ta lại chọn một kiện chúng ta lấy mỗi người ba kiện là cao nhất hạng độ nhìn một chút hôm nay ai chọn vật giá trị cao ra sao ngươi nếu có thể thắng ta đây chẳng những hôm nay lựa đi ra tất cả mọi thứ đều thuộc về ngươi ta cũng nói lời giữ lời, phiến nhiên ngõ hẻm tiểu viện đổi tên của ngươi, từ nay liền thuộc về ngươi. Nhưng ngươi nếu bị thua. Hắc hắc, xin lỗi. Coi như đáng đời ngươi xui xẻo thay ta lãng phí thời giờ. Chỉ có chờ ngươi đem còn dư lại sân lại cho ta cầm trở về, ta lại thực hiện lời hứa, đền đáp ngươi đi. Nhìn khang thuật đức nghiền ngẫm nhìn lấy mình, nên vệ dân rõ ràng cảm nhận được lão gia tử khích lệ tim. Thế là cũng không thối lui, định lột cánh tay, kéo tay áo, đưa ra trưởng tới. Sư phụ, nghe ngài, ta liền như thế làm. Dứt lời, thầy trò hai người sảng khoái vỗ tay, đổ ước đạt thành. Bắt đầu còn chưa bao giờ có hiện trường đấu pháp, thầy trò giữa ánh mắt so. Chương 636, Dưới giường Đánh trống nhi năm bảy loại, toàn bằng ánh mắt cao thấp. Đồ cũ chuyến đi này, ăn chính là tầm mắt, kiến thức cùng kiến thức. Quá khứ, có cái gọi là đánh cứng trắng trống nhi cùng đánh mềm trống nhi phân chia. Người trước kẹp bao chỉ mua châu báu ngọc khí, đồ trang sức. Người sau chọn giỏ mua bán cũ đồ dùng trong nhà, cũ quần áo chờ tạp hóa. Trên lệch trừ tiền vốn, mấu chốt phân biệt đang ở ánh mắt bên trên. Thậm chí ăn mảnh hàng bên trong, còn phải phân ăn đỏ, đá quý, ăn lục, ngọc thạch, ăn hoàng bạch hàng, đồ trang sức, mấy loại. Ăn kẻ thô lỗ. Cũng chia ăn gỗ cứng đồ dùng trong nhà, hàng sang bày biện cùng ăn bình thường đồ dùng trong nhà, quần áo. Những thứ này càng thêm tỉ mỉ phân biệt, dĩ nhiên tất cả đều là lấy biện hàng năng lực là nặng. Nói trắng ra, trừ ăn ra đồng nát sắc vụn, tờ báo quyển sách, dương bình chờ phế phẩm, nhập hành ngưỡng cửa hơi thấp, thuộc về bất nhập lưu ngoại hạng hành nghề người. Chỉ cần là cái dài đầu người, không sợ bẩn thối, chịu khổ chịu cực là có thể làm ra. Đồ củ nghiệp cái khác nhân viên hành nghề, so với bình thường thường nhân tới, thường thường cũng phải trong bụng nhiều điểm học vấn. Tràng diện bên trên nhiều điểm thế thái nhân tình, mới có thể bưng lên cái này chén cơm tới đâu. Cho nên nói thật, đối mặt Khang Thuật Đức hôm nay khảo cứu, nên vệ dân thật đúng là không có bao nhiêu tự tin. Nhãn lực của hắn có bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ mình còn không rõ ràng lắm sao? Thật nếu bàn về chuyên nghiệp tố dưỡng, hắn cũng liền đối tem cùng tiền tệ hiểu nhiều một chút, có thể nói là một trong năng thủ. Nhưng hắn chút năng lực ấy, hôm nay có thể không có thể cần dùng đến còn phải chỉ nói lắm. Hắn am hiểu, thật ra là tốt trong chọn tốt, nhiều trong lấy tin. Ý gì đâu? Giống như thông qua trên thị trường tranh chữ. Ấn đá, đồ sứ, đồ dùng trong nhà, phỉ thúy, ngọc thạch, ngà voi, tê giác những thứ này phẩm loại tình thế so sánh, hắn có thể xác định hiệu ích có lợi nhất phía đầu tư hướng. Chính là giống như ở văn vật trong cửa hàng bậy mua bán trong vật, hắn có thể bảo đảm bản thân mua đồ sứ đều là ngày sau tăng giá tiềm lực lớn nhất đồ chơi. Hoặc là từ tôn ngũ phúc dựa theo hắn chỉ định phương hướng thu liễm tới trong vật, hắn có thể từ trong tìm được đáng giá nhất thứ tốt. Nhắc tới mặc dù cũng rất bảnh chấp nhoáng, nhưng đây đều là ý vào thời này thị trường hoàn cảnh tốt cùng với đối tương lai tình thế hiểu. Hắn mới có thể thực hiện. Mà hôm nay cái này trong phòng này phần lớn là thật trách nát, có thể nói là đã cắt lấy vàng ác chiến, trần hỏa nhãn kim tình thật có thể nhìn. Hắn từ khi vừa mở đàn cung, liền không tâm tư thật tốt suy nghĩ đồ cổ, gần đây nhưng là nghệ chính hoang phế đã lâu. Lại có thể nào có lòng tin thắng nổi sư phụ đâu? Nếu là đánh cái ví dụ vậy, vào giờ phút này hắn, hãy cùng lộc đỉnh ký trong vi tiểu bảo đối mặt Trần Cận Nam muốn kiểm tra võ nghệ thời điểm vậy. Kia trong lòng hư đến vô cùng, cũng liền mặt ngoài cố tự trấn định mà thôi. Hắn chỉ cầu một cái khác thu quá khó coi. Chọc cho lão gia tử tức giận là được a, à, cho tới phiến nhi ngõ hẻm sân hắn thật đúng là không quan tâm, lời của lão gia tử không phải nói đến rất rõ ràng nha. Ngược lại cũng không có người khác nhưng phó thác, hết thảy đều sớm muộn là hắn. Nói cách khác, dù là liền ngựa này hoa nhà vườn hôm đó sao vậy như sợ bại lộ bản thân lòng lang dạ thú ninh vệ dân nuốt xuống nước bọt không tốt nhớ lại nữa ánh mắt hắn đi lòng vòng chọn dễ nghe tiện nghi lời nói sư phụ vậy ta liền xem trước một chút dưới giường có cái gì đi ngài như thế lớn số tuổi ta sợ lóe ngài eo ngài hay là nhìn một chút bàn gõ đi ở trong đó có thứ tốt xác suất ta cho là vẫn tương đối cao vậy mà khang thuật đức là cái gì người a à? đó là mắt sáng như đuốc trong mắt căn bản không vò hạt các chủ nhân nào có như thế dễ gạt gẫm ngươi còn đừng dùng bài này lão gia tử sầm nét mặt ngươi cái này hiếu tâm a à, ta xin tâm lĩnh nhưng cái này tiện nghi ta còn không chiếm ngươi vô luận dưới giường hay là bàn gõ cũng làm cho ngươi tới ta một mực không động vào tốt đi nếu so với chúng ta liền phải tâm phục khẩu phục cái này cùng đánh cờ vậy ta phải nhường ngươi mấy cái tử nhi ai bảo ta là sư phụ ngươi là đồ đệ đâu nhưng như đã nói qua ngươi cũng đừng mong lập là lập lờ lừa dối qua ải nhãn lực của ngươi muốn thật không có tiến bộ thì không phải là không có tưởng thưởng chuyện hư hư nhìn ta không phạt ngươi chép bên trên ba lần cách cổ nếu bàn về ai ai ninh vệ dân luôn miệng đáp lời cái này hối hận a à, thiếu chút nữa không có cho mình cái miệng lòng nói làm gì nhiều câu này miệng a à, đúng vậy cũng không cần làm trễ nải thời gian vội vàng lên tinh thần nghiêm túc đào bảo đi dù là mình là chó ngắm sau một mảnh minh đâu kia cuối cùng cũng có cái minh trình độ có lẽ thật đúng là có thể đụng đại vận đụng phải kiện nhi chập mắt duyên vật kiện cứ như vậy hắn đem âu phục cởi ra treo ở cái ghế trên lưng trên đất cũng bày xong báo cũ nằm xuống đi bắt đầu ra bên ngoài móc vật Khang thuật đức thấy vậy, tắt tự đi tủ đồ, sửa sang lại bên trong đồ chơi. Khoan hãy nói, làm cái này xác thực có ý tứ. Đang như nhân sinh sinh hoạt là như vậy muôn màu muôn vẻ vậy, một gia đình chỗ tụ tập đứng lên vật cũng là sốc xếp. Ninh vệ dân từ dưới giường mỗi cái phủi đi đi ra, có ngứa ngáy cào, cái sỏ dày, da lão hổ, phòng ngừa khí đốt trúng độc sách nhỏ, như thế nào làm vườn thư, một cổ chặn dây dày, mấy cái bình rượu, hễ mở tóc máy hí kim thìm cắt giấy cuốn thành một quyển lại bị đè dẹp tranh tết ưu mỹ tranh phong cảnh của lịch treo tường lão gia tử lật tới lật lui tủ đồ theo thứ tự tìm ra có áo sơ mi thu áo quần chẽn áo len lông quần cộng lông cái mũ vớ vải vụn đầu khăn quàng bao tay áo bông quần bông bông dày bông vải bộ ga giường tử vỏ chăn tử vỏ gối vỏ gối chiếu hai khối mới nguyên xà phòng một bọc lớn quá hạn miếng thuốc, một thanh chổi lông gà. Những thứ đồ này liền như là kinh thành trăm họ bản tính, nhỏ vụn, cần cù, tầm thường, nhưng thực dụng. Tóm lại, cái này hai thầy trò một đám bên trên liền không để ý tới nói chuyện. Tất cả đều hết sức chuyên chú. Vừa đúng liền ở gầm giường hạ bị quét sạch tám chín thành thời điểm, nên vệ dân thật vẫn phát hiện tương đối vật có ý tứ. Ảm đạm trong ánh sáng, hắn có thể nhìn thấy giường chặt bên trong, đen thùi lùi địa phương, tự hồ còn có hai thùng giấy con. Hắn duỗi duỗi tay, miễn cưỡng với tới một cái. Đầu ngón tay đụng chạm thùng giấy con trong nháy mắt, hắn cảm nhận được ứ tắc cùng nặng nề. Điều này càng làm cho hắn mang theo một phần hy vọng, một phần không biết, một phần ước mơ, thế là chui ra giường đi, bên ngoài tìm cây côn gỗ trở lại, bắt đầu mượn công cụ. Khóc lóc vang nài đem giường chặt bên trong vật ra bên ngoài phủi đi. Thứ một cái rương vừa đào ra, liền không kịp chờ đợi mở ra chỉ thấy trắng xóa một mảnh nguyên lai là cái cũ mang vật này lấy ra sau dưới đấy còn có vài đôi giày cũ tử lại không cạnh vật nhưng đã cò sát một thân tro bận rộn đầy đầu mồ hôi ninh vệ dân nhưng không có vì vậy chán ngán thất vọng bởi vì thứ hai cái rương móc ra ngoài sau không ngờ nghiêm nghiêm thật thật bịt lại băng dính nhìn liền so thứ một cái rương trọng yếu rất nhiều lần này mở ra sau khi quả nhiên đồ vật bên trong không giống nhau cuối cùng cũng và văn hóa dính dáng lại là năm cái cũ kỹ sổ tay tiện tay lật nhìn một chút có nguyên chủ nhân trong sinh hoạt chuyện vụn vặt cùng cảm ngộ nhiều hơn thời là đi học bút ký cùng ngày làm việc trình an bài ngoài ra còn có rất nhiều giấy khen huy chương từ bằng tốt nghiệp chức danh chứng thư đến giấy chứng nhận thành tích nhưng mấu chốt nhất là ở những thứ đồ này phía dưới cùng còn có một cái dụng tờ báo cùng dây thừng chất dẻo, trói ông nghiêm nghiêm thật thật vật. Ninh vệ dân vào tay một cầm cũng biết có hy vọng, bởi vì nặng trình trịch vật cứng, có thể cảm giác được là kim loại loại vật. Đợi đến lần này mở ra xem. Quay! Thật vẫn để cho hắn đầy lòng vui mừng, đạt được ước muốn. Thì ra tờ báo trong lóe ra mảng lớn màu xanh lá rỉ sắt, lục dưới đấy là âm thầm mang hoàng. Lấy thêm đến ánh sáng chỗ nhìn kỹ một chút, lại là một đôi cao hai thước tiên hạt hình thù sáp thiên. Đây là trước Phật năm cung cấp một loại, tiên hạt trong miệng nằm một đóa hoa sen, hoa trong có sáp tâm. Cầm ở trong tay một ước lượng, lăn chìm lăn chìm, mỗi cái ít nhất ba cân nhiều, quan làm đồng nát bán, sợ sẽ phải đáng giá cái hơn mấy chục khối. Nhìn lại làm công, mặc dù là thanh mạc đặc điểm, không vượt qua đạo quan đi. Nằm bên trên không có quá đại tiện nghi coi như bằng tiên hạt hai con mắt vây quanh liệu việc, lại là chân sau nhi mà lập đặc biệt hình thù. Cũng biết cái này nhất định là gia đình hào phú chuyên vì lão thái thái chúc thọ sở định chế vật kiện. Nhất là lại là lắp ráp một đôi, không thiếu cái gì cũng không ít cái gì. Ninh vệ dân bảo thủ tính toán, cái này đối đồng sáp thiên dựa theo chỉnh đồng kiện nhi tính, thế nào cũng phải đáng giá cái 180, 200. Đây là quan phương thu mua giá cả, muốn làm chợ quỷ, bên trên bán đi, bên trên 300 cũng không phải là không được. Nói thật, đồ chơi này chủ yếu liền là đã chiếm chất liệu tiện nghi. Ai bảo đầu năm nay đồ sứ còn không có như vậy đáng tiền đâu. Đáng tiếc duy nhất chính là đồ chơi này là hoàng tạp đồng, nếu là đồng đỏ thì tốt hơn. Ninh vệ dân trong lòng cái này đẹp a, à, ở gầm giường hạ đại phải bảo bối này, đúng là duyên phận bởi vì đoán chắc bằng cái này đối vật đã đầy có thể qua sư phụ kia đóng, liền tiểu nhân đắc chí vậy kêu la ông sầm, bắt đầu trương dương. Lão gia tử, ngài mau tới hay. Nhìn ta tìm cái gì thứ tốt rồi. Ngài còn nhớ đầu hai năm ta chạy lớn bắt hầm lò sao? Ban đầu, ta là dựa vào đồng đỏ phát nhà, sau này lại là dựa vào quyên hiến cái đó đồ đồng thau phải công tác. Bây giờ, ta lại là mò được cái này đối đồng thau tiên hạt đèn cái này ta tính không ta tính nói rõ cái gì a à? nói rõ người mệnh chính là trời định sẵn a à, ta cho tự ta đoán một quẻ đời ta chỉ sợ sẽ là cùng đồ đồng hữu duyên a à. cái này kêu là người hiền tự có trời giúp trong thai mang vận thế Khang thuật đức mặt cho ninh vệ dân miệng phóng cùng ngôn mặc dù cầm cái này đối sáp thiên tỷ mỹ một hồi lâu tường tận nhưng bây giờ mặc kệ hắn cuối cùng nhìn xong chỉ thì thầm một câu nhìn cho ngươi đẹp toàn bộ là mèo mù gặp cá tráng. Liền để xuống vật, tiếp tục làm việc bản thân đi. Ninh vệ dân nháo cái không có gì vui, chính hắn nếu không có nguyên vẹn bản lãnh thật sự làm lòng tin, liền không còn dám hành trêu chọc lão gia tử. Cũng cũng chỉ đành cầm cái này đối tiên hạt sáp thiên chạy ngoài phòng bên tự mình ngắm nghía thưởng thức đi. Nhưng chuyện còn chính là như thế tuyệt. Đang ở hắn vừa mới bốc lên bên trên hai cái nhỏ yên nhi, nhìn bản thân bước đầu thu hoạch, vui sướng suy nghĩ. Cái này hai đồ chơi giống như đặt ở đàn cung, rất phù hợp, sau này mỗi tháng lại có thể nhiều năm khối tiền tiền mướn thu nhập, Đầy có thể thời điểm. Trong phòng khang thuật đức ở trong tủ treo quần áo lớn cũng có phát hiện. Chương 637, kiếm bộn rồi. Từ tủ đồ phía dưới cùng trải cái mền trong, Khang Thuật Đức phát hiện một cách đại khái tám mở giấy như vậy lớn, cao 10cm hộp giấy nhỏ. Mở ra sau, lại là sắp xỉ ở tràn đầy một hộp lớn lãnh tụ kỷ niệm chương, ít nhất phải trên trăm cái. Không cần phải nói, xuất phát từ kiếp trước chuyên nghiệp nguyên nhân, nên vệ dân đối với mấy cái này màu đỏ đồ cất giữ nhưng là có thiên nhiên cảm giác thân thiết. Cho nên khi hắn ở ngoài phòng đầu nhìn một cái lão gia tử đem những này kỷ niệm chương cũng bày rơi tại bàn gõ bên trên hắn thuốc lá đầu ném một cái. Không mời mà tới vào phòng, chủ động đứng ở lão gia tử phía sau đầu bàn quan đứng lên. Khoan hãy nói, đảo thật không hổ là người có ăn học sưu tầm. Lão gia tử từ hộp giấy nhỏ trong đổ ra những thứ này kỷ niệm chương chất lượng cùng phẩm chất là thật không tệ, chính là so với bình thường người thu thập mạnh. Hàng thông thường không có mấy cái. Giống như một xu lớn nhỏ cái loại đó, đầu nhỏ, thủy tinh hữu cơ trường đều nóng in, ít 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 vạn tuế, năm chữ, còn có cái loại đó nhựa lãnh tụ hình cái đầu cũng không nhiều. Cũng chung vào một chỗ cũng không tới mười. Những thứ đồ này quá khứ là văn hóa trong cửa hàng tùy thời có thể mua được. Ba năm phần tiền giá cả mà thôi. Cho tới cái khác trăm tám mươi cái, cũng đều là ít nhất năm phần tiền lớn nhỏ, chất liệu cao cấp mặt hàng. Kim loại, gốm sứ, dạ quan, lập thể, rực rỡ lóa mắt. Như quá khứ thủ tướng thường đeo cái loại đó kim loại trường điều, đỏ men chữ vàng vì nhân dân phục vụ. Còn có Thiều Sơn, Diễn Cương Sơn, Tuân Nghĩa, Duyên An các cách mạng thánh địa kỷ niệm chương, ở chỗ này cũng coi như là bình thường. Nhỏ Thiên An Môn cùng đồng hồ đeo tay bàn lớn nhỏ, hai bên, đỏ men mang phóng xạ trạng tia sáng màu vàng, đầu to cũng không hiếm có. Thậm chí ngay cả hải quân, quân tinh. Biển rộng đi tới dựa vào tài công, cùng hoa mai vui mừng đầy trời tuyết cũng tính không phải quý trọng. Nhưng vì tất cả huy hiệu trong không ngờ có một cái năm 1945 thuần trắng thiết huy hiệu. Đó là Duyên An Lỗ Tấn Văn Học Nghệ thuật Học viện các học viên vị bảy đại diện chủ tịch đoàn, thành viên chế tác. Giống như vậy trước giải phóng chế tác huy hiệu mới là nhất trân quý khó được, gần như có thể coi là cô phẩm. 30 năm sau giá trị nói ít hơn ngàn lâu thì có thể hơn vạn a à. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại loại này màu đỏ đồ cất giữ tình thế dù sao thuộc về tiểu chúng loại giá cả trần nhà cũng liền sắp xỉ như vậy cho tới lập tức giá cả thị trường càng hỏng bét cực độ bởi vì mỗi nhà đều có căn bản không ai muốn a à, như không phải kim chất bằng bạc ngọc thạch như vậy đặc thù chất liệu loại này huy hiệu trước mắt chỉ có thể ấn củ nát kim loại bán cho trạm phế liệu nói trắng ra tìm được những đồ chơi này mặc dù so không thu hoạch được gì mạnh nhưng cũng liền trò chuyện thắng ở không mà thôi chiếu ninh vệ dân tính toán học này tử kỷ niệm chương cũng tính ở chung một chỗ vô luận hôm nay hay là ngày sau cũng đỉnh không lên hắn mới từ dưới giường tìm ra một con đồng sáp thiên vững vàng chiếm cứ tràng này đánh cuộc ưu thế vẫn là hắn cho nên hắn lại chảnh chọe bên trên ai nha lão gia tử ngài vận khí này thật là không như thế nào bận biểu nửa ngày, đang ở trong tủ treo quần áo lớn tìm những đồ chơi này, bây giờ kỷ niệm chương không ai có thể muốn a, à, ta chính là hướng cao cho ngài tính. Ai, dù là ấn những thứ này giá mua tính đâu, cũng không bao nhiêu tiền. Sợ là 50 khối cũng ngừng lại. Ta thừa nhận, ta có thể tìm thấy cái này hai con hạt, là thuần túy đụng đại vận. Nhưng vận khí cũng là thực lực một loại a, à, nhất là xã hội bây giờ. Để ý cái gì a? À? bất luận mèo muôn mèo trắng có thể cầm lấy chuột chính là tốt mèo nếu có thể đụng chuột chết ta cái này mèo mù dĩ nhiên cũng là tốt mèo ngài nói có đúng hay không cái này lý nhi ta nhìn hôm nay coi như xong đi ngài cũng đừng nghĩ cùng ta so tài bắt ta ngắn nhi ta hay là vội vàng xong chuyện đi ăn cơm đi theo ta thấy phòng này trông cũng rất khó tìm thêm thấy so với ta đôi này tiên hạt đáng tiền đồ chơi hai người nhà ta nhà cũng đừng đánh cái gì đánh cuộc, hay là cùng nhau lật qua bàn gõ được. Ở trong đó muốn không có cái gì vậy, đại khái là thật không có cái gì. Dĩ nhiên, Ninh Vệ Dân nói lời nói này, trừ đoán chắc bản thân thắng chắc. Cũng là muốn cho lão gia tự cái cái than hạ, vì vậy dàn xếp ổn thỏa, đúng là ý tốt. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Khang Thuật Đức không ngờ không cảm kích, thậm chí hư một tiếng, quăng hắn một mặt lạnh. Thằng nhóc này, lời trong lòng khoan khoái đi ra a à. ta liền biết ngươi gần đây không có suy nghĩ chuyện đứng đắn cái này nghĩ treo miễn chiến bài a à. không có tiền đồ ta còn nói cho ngươi hôm nay ta còn phi để cho ngươi chép sách không thể chỉ bằng cái này hai con sáp thiên ngươi nghĩ tới quan a à. không có cửa đâu ngươi cho ta xem thật kỹ một chút ta cái này cầm trong tay chính là cái gì đây cũng là hộp giấy nhỏ trong vật nhận biết sao nói, lão gia tử liền vung mở tay ra tâm, đem hai đen thùi lùi, sắp xỉ nửa chợt cao thứ lạc vặt đặt ở bàn gõ tấm kính bên trên. Chỉ nghe, lách cách, lách cách, hai tiếng, hiện ra trắng cân cất, nặng trình trịch chất cảm. Cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn ninh vệ dân như thế định tình nhìn một cái, càng thấy kỳ hoặc, lão gia tử lấy ra lại là hai cái cờ vu con cờ. Một là ngựa, một là giáo chủ. Cái này. Cái này không phải là Tây Dương cờ hai con cờ sao? Có cái gì mới mẻ? Ninh vệ dân hoàn toàn không rõ nguyên do, cầm lên nghiêm túc nhìn một chút, mới phát hiện cái này hai con cờ là kim loại. Nhưng trừ dáng vóc so tầm thường con cờ muốn một vòng to, làm công cực kỳ tinh xảo, giống như là có chút năm tháng vật ra, cũng không có cái gì càng đặc biệt khác. Lão gia tử, ngài cái này hai con cờ có cái gì nói nhi a? À? Ngài đừng nói cho ta, Ngài như thế nhìn một cái, là có thể kết luận cái này hai đồ chơi lai lịch bất phạm A, là cái gì vương công quý tộc lưu lại, ngài phải cho thực chứng A. Ngươi đây chính là trắm chó. Đụng đại vận. Ta nhìn ngươi cũng đụng choán ván ngươi. Vạn vạn không ngờ, khang thuật đức phùng mang trận má, lại còn lửa. Còn thua thiệt ngươi chuyển mấy năm phế liệu đâu. Cầm trong tay ngươi không ngờ ước lượng không xuất một chút phân lượng tới. Cái này hai con cờ phân lượng đúng không? Hay, đừng nói, mặc dù bị mắng một cẩu huyết trước mắt, nhưng sau một câu nói thể hồ quán đỉnh, để cho ninh vệ dân cuối cùng cũng cảm giác ra là lạ đến rồi. Đúng nha, cái này hai con cờ có chút quá chìm. Hắn một tay một lại cân nhắc, xác thực rơi tay, nhất thời trong lòng liền thoát lại. Ngài, ngài là nói, đây, đây là kim. Lão gia tử lần này không lên tiếng, chân mày cau lại, ánh mắt tương đương không thèm ninh vệ dân cũng không nhiều lời nữa động tâm không bằng hành động hắn cầm con cờ chạy đến ngoài phòng dùng ánh nắng tới chiếu Khi nước sơn đen giữa chút sợi tóc vậy vết khắc trong quả nhiên sáng phải kỳ cục nhưng khi hắn con cờ lật qua xem đi nhưng lại cảm thấy mê hoặc bởi vì gầm nước sơn đen mài rơi nhiều bên trong kim loại màu sắc đặc biệt rõ ràng đó cũng không phải là vàng phải có màu sắc a à, sư phụ cái này cái này không đúng a à cái này nơi này đầu đội tóc đỏ tím a ta nhìn trái ngược với đồng đỏ có thể nhưng lại có chút không giống phải phải sớm làm căm miệng lại nói linh tinh ta liền sắp nhịn không được quạt ngươi miệng người cái này gọi là cái gì bất học vô thuật a khang thuật đức cũng đi ra khỏi nhà tới trước đưa ra bàn tay con cờ từ ninh vệ dân trong tay muốn đi qua hung hăng hơ trách mấy câu cùng một bên vuốt ve hai cái này con cờ, khóe miệng hắn lộ ra chút mỉm cười. Ta lúc còn trẻ, liền dựa vào đồ chơi này phát qua một phen phát tài, không nghĩ tới hôm nay lại gặp. Theo sau cuối cùng cũng bắt đầu cho ninh vệ dân lên lớp. Biết năm 1917 nước Nga màu đỏ cách mạng sao? Một năm kia, Nga phát sinh lông trời lỡ đất thay đổi, cho nên nhóm lớn nước Nga quý tộc tràn vào quốc gia chúng ta tị nạn, những người kia đầu tiên là hạo hạo đảng đảng đi cáp nhĩ tân đem nơi đó cải tạo thành đông phương nhỏ paris sau đó bởi vì ở không dưới sau này liền lại tới kinh thành cùng tân môn nước nga quý tộc không phải tay không rời đi bọn họ mang theo trong người vàng bạc tế nhuyễn mang theo tôi tớ mang theo cà phê cổ mang theo đĩa nhạc mang theo đầu bếp riêng thậm chí còn có dương cầm cùng xe ngựa trong lúc nhất thời cực lớn xuất tiến kinh tân hai nơi kinh tế và văn hóa phồn vinh rất nhiều phòng khiêu vũ cùng cơm tay quán đều là vì làm việc buôn bán của bọn họ mở. Kinh Tân khắp nơi tung bay Nga dị vực phong tình. Nhất là Tân Môn Nga tô giới, bởi vì không có chính trị băng khoăn, càng thích hợp định cư. Tràn vào người Nga nhiều nhất. Vì thỏa mãn những thứ này nước Nga quý tộc thường ngày nhu cầu. Tân Môn chẳng những có bánh mì phòng, nước Nga quán ăn, còn xây đông chính giáo đường, trừ không có sông Neva, Nga quý tộc cần hết thảy nơi nào đều có thậm chí có nga quý tộc tuyên bố bọn họ ở tân môn thành lập một cái neva đường cái vậy mà tiệc vui chóng tàn a à, quan ra không tiếng miệng ăn núi lở thế nào được a à, không dùng đến mấy năm nga quý tộc ví tiền liền nhanh chóng bẹp đi xuống từ từ nghèo nhanh không có cơm ăn kia làm sao đây liền thích đáng đương lúc a à, nga quý tộc trước hết lấy ra đổi bánh mì chính là nga thảm len độ chơi kia ấm áp rất được hoan nghênh sau đó bán xong liền bắt đầu cái khác đồ dùng hàng ngày. Cái gì trà cụ, đồ uống rượu, xà phòng, nước hoa, giày da quần áo. Ta còn nhớ là năm 1935 mùa thu, ta cùng Tống tiên sinh đi đông đống dân ngõ làm việc, ở nơi đó đông chính giáo đường môn miệng, ta liền thấy một tự xưng là quý tộc Nga nữ nhân ở đầu đường chuyên tìm người có tiền rao bán hai con rượu mạnh Tây Dương ly rượu. Chính là loại này đỏ lên mang tím kim loại chất liệu, nữ nhân kia nói là tổ truyền đồ uống rượu hơn nữa còn là vàng sẽ phải bán vàng giá bị rất nhiều người nhạo bán ta nhìn nữ nhân kia quần áo cử chỉ không tầm thường bị người dẻo cợt cũng không tranh biện vẻ mặt vẫn không thay đổi như cũ kiên trì ý kiến của mình ta liền lên đi nhìn một chút vật phát hiện ly rượu làm công rất tinh xảo phân lượng cũng đủ nặng phẩm chất cũng rất tiếp cận hoàng kim trừ màu sắc kỳ quặc ngoài tìm không ra cái khác tật xấu Ta liền chật lá gan ra giấu một cái giá, đại dương 40 khối. Kết quả nữ nhân kia lắc đầu vẫn vậy không chịu. Ta liền càng nhiều hơn mấy phần nắm chặt nàng không phải lừa đảo. Không nghĩ bán không có sao à, người kỳ thực đều là giống nhau. Nga quý tộc cùng chúng ta nơi này phá gia chi tử cũng không khác mấy, giống vậy không nhìn được bồn ào lên ăn theo. Ta một nói với nàng, ngài đồ tốt mấy, nơi này người không nhận cũng vô dụng ngài muốn thật sự là quý tộc khẳng định không thể liền chỉ hai thứ này sinh hoạt ta vì cứu ngài chi gấp ra đã là một lượng nửa vàng giá cả tuyệt sẽ không có người so với ta còn có thành ý ngài cần gì phải cùng ta như thế tính toán chi ly đâu có ngại thân phận của ngài ta chính là cái bình thường người làm ăn phải có lời mới có thể ăn cơm coi như ngài cũng giúp ta một chút nàng suy nghĩ một chút liền đồng ý bán cho ta kết quả chờ đến tống trước sinh ra Ta đưa cho hắn nhìn, hắn cũng cảm thấy hai cái này ly rượu phẩm chất rất kỳ quái. Cho nên chúng ta về nhà một lần, hắn liền không kịp chờ đợi cầm đá thử vàng vạch chi, phục điểm lấy axit sunfuric. Không ngờ quả nhiên xác nhận là kim chất. Ta không khỏi đại hỷ, kia hai một ly rượu, xưng một xưng, có tiểu tứ hai đâu, ta kiếm bộn rồi ta. Nhưng càng không nghĩ tới là, cái này cũng chưa hết đâu. Sau này tống tiên sinh nang giải nghi ngờ, liền không có để cho ta vội và bán đi mà là khắp nơi hỏi thăm rượu này gặp được ngọn nguồn thế nào chuyện rõ ràng là vàng tại sao sẽ là cái này màu sắc nghe được nghe qua hỏi thăm được yến kinh đại học hóa học hệ xây dựng một vị nghiêm giáo sư chỗ kia giáo sư kia thấy rượu này cổ thản nhiên nói là nga nước kim thuần chính nhất tử kim này cùng bạch kim hoàng kim cùng xưng là thế giới tam đại kim là một loại thiên nhiên kim chủ yếu thành phần là kim cùng lão cho nên lại được xưng là lão kim. Bởi vì độ cứng cao, chống oxy hóa tính mạnh, có thể bảo vệ cầm màu sắc không dễ bạc màu, đeo mỹ quan. Cho nên Nga quý tộc thích dùng nhất loại này kim loại hiếm tới chế tác đồ trang sức. Giáo sư kia còn nói, luận giá trị, bạch kim so hoàng kim quý trọng gấp mấy lần, vậy mà tử kim lại so bạch kim quý trọng gấp mấy lần, có thể nói đệ nhất thế giới kim loại hiếm cá nhân hắn nguyện ý mở ra 500 đại dương thu mua cái này đối ly rượu, hy vọng có thể lưu lại làm hàng mẫu. Cứ như vậy, Tống Tiên Sinh trưng cầu ý kiến của ta sau, đem hai cái này ly rượu bán. Ta trọn vẹn kiếm mười mấy lần A, à, bằng ở lúc ấy một khoản kiếm 15 điều cá đù vàng. Tốt gia hỏa. Ninh vệ dân nghe đến nơi này, kềm nén không được nửa giật mình. A, à, một tiếng, kêu lên. chương 638, là công tử. Ninh vệ dân lúc này hình dung, vậy hãy cùng phim hoạt họa, tế công đấu tất xuất, trong La công tử vậy. Thấy được tế công thay đổi ra nhỏ con dế mèn cắn chạy gà trống lớn. Đó là hoàn toàn đại não nổ tung, nhận biết lật nghiêng. Ánh mắt của hắn trừng phải tròn xoe, miệng há lớn, hận không thể nhét vào một trứng gà đi. Khang thuật đức liếc hắn một cái, khóe miệng không khỏi giật giật, mới cố nín cười ý bởi vì sợ bản thân không kềm được thật bật cười, liền không nhìn hắn nữa. Chỉ đem hai mắt nhìn về thanh thiên, bày làm ra một bộ cao nhân tư thế, làm dạy dỗ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta năm đó vận khí cũng thật tốt a? À? Nhưng ta phải nói cho ngươi, vận khí vật này hư vô phiêu miểu, căn bản không tính. Nói ngươi có ngươi thì có, nói ngươi không có cũng mà có. Bởi vì nói cho cùng, làm cái này, bá lực, kiến thức, tầm mắt mới là căn bản vận dận không chịu được là những thứ đồ này cục bộ biểu tượng mà thôi thậm chí rất có thể chỉ là giả tượng đánh trống nhi phải bác học nếu không thấy bảo bối cũng rất có thể lầm làm thành phế phẩm đánh trống nhi nếu là trong bụng không có thật học vấn thấy cái gì đều sợ đưa mắt phàm là không hiểu hàng đều không dám thu kia ông trời già đưa đến tay phát tài cơ hội cũng sẽ bỏ lỡ đánh trống nếu là không có ham hiểu biết qua loa đại khái, liền chỉ may mắn, ngơ ngơ ngát ngát sống lây lất. Như vậy cũng không có vận khí có thể nói. Ngươi còn đừng không tin, ta lại cùng ngươi nói điểm chuyện đã qua đi. Năm 1945 ngày 15 tháng 8, Nhật Bản đầu hàng, quốc gia khôi phục, cái này biết chưa? Sau khi mấy tháng, kinh thành người Nhật hãy cùng bị đốt ổ ông vào vẻ vậy, toàn vội và muốn rút lui về nước, bận biểu phải xoay quanh. Bởi vì vé tàu khẩn trương, lại không chờ người bọn họ đi rất vội vàng rất nhiều thứ chỉ có thể giá thấp tiêu thụ cái này không thể nghi ngờ tạo thành trong ngắn hạn đồ của nghiệp hoàng kim kỳ để cho khắp thành đánh trống nhỏ đều đi theo phát tài rồi thậm chí có rất nhiều nhất thời không bán được vật người nhật chỉ có thể chồng chất tại cổng miền trên đó viết tự do cầm lấy bạch điều tử tự do cầm lấy là nhật bản lời dùng chúng ta vậy nói chính là tùy tiện cầm lúc ấy rất nhiều nhật bản đã từng có người ở ngõ hẻm đều có trăm họ tới tài lộc bất ngờ đại gia là thật không có thiếu chiếm lợi như vậy ta khi đó đương nhiên là vui vẻ nhất một đầu tiên có thể ưỡn thẳng sống lưng làm người nhìn quá khứ vênh vang tự đắc người nhật như chuột chạy qua đường trở nên hoảng hốt không chịu nổi một ngày hả giận tiếp theo cũng xác thực kiếm tiền a mỗi ngày làm ăn nhiều đến bận không kịp thở đoạn thời gian đó ta chuyên chạy người Nhật chỗ ở, từng giây từng phút đều ở đây cắt người Nhật thịt. Ai bảo bọn họ chiến bại, không dằn nổi nghĩ chạy trở về đâu. Gõ người Nhật tan môn trống, không thiếu đạo đức, ngược lại yên tâm thoải mái. Ta phải đi phải sớm, đuổi kịp người Nhật đang đem bán của cải, ngay cả mộng mang gạt. Thường thường có thể lấy ba dưa hai táo. Một bầu dám giá tiền mua được vô cùng đồ tốt. Như đi muộn, cho dù người Nhật đã đi rồi, sắp xỉ cũng luôn có thể nhặt điểm cái gì, không cho tới tay không mà về. Ta khi đó nhặt được qua một chồng viết, có ruộng đốt, mầm lớn. Khi là Nhật Bản nổi danh sứ hầm lò, hãy cùng chúng ta trấn cảnh đức vậy, còn cầm lấy hai cây làm tóc tông đơ, đồng dạng là Nhật Bản hàng. Xoạt xoạt xoạt, đẩy ngẩng đầu lên phát rất nhanh, một chút không kẹp tóc. Nhưng nhất kiếm tiền một lần, là ta tham dự một Nhật Bản mua bán thương xã đấu giá tại chỗ sẽ thuần túy bằng tầm mắt cùng kiến thức kiếm một khoản nhiều tiền lúc ấy cái này thương xã vì xã kho bán tháo một cái triệu tập cả mấy vị tương đối có thực lực đồ cũ thương đến xem hàng Tống tiên sinh cũng nhận được mời nhưng nhân ngay trong ngày hắn có khác khác chuyện quan trọng đi nói chỉ đành tạm thời cắt cử ta đại biểu hắn xuất tịch phải nói cái này nhật bản thương xã hay là rất tinh minh mong muốn để cho chúng ta cạnh tranh với nhau bán cái tốt giá nhưng bọn họ lỗi ở đoán sai tình thế, cùng với không thông chúng ta quốc tình. Phải biết, quá khứ các ngành các nghề đều có hành hội quản đâu, thế nào kinh doanh đều có cơ bản quy củ. Ai không thể trái với? Nếu không nhất định đưa tới hành hội trừng phạt. Khi hậu quả có thể so với hôm nay bị công thương ngành phạt ít tiền nghiêm trọng nhiều, làm không cẩn thận liền không có cách nào làm. Nguyên bản đâu, đánh trống nhi thì có luật lệ, đồng hành nhất định phải đoàn kết, nhất trí đối phó chủ hàng. Cho nên người Nhật muốn cho chúng ta cạnh tranh với nhau, lẫn nhau vật lộn, đó là tính lầm. Huống chi lúc ấy có thể làm làm ăn quá nhiều, căn bản liền bận biểu không tới, cũng căn bản không đáng đồng hành giữa với nhau đấu trí A, à, kết quả hiện trường liền làm cho người Nhật đặc biệt lúng túng. Một món hàng hóa lấy ra, giá cả tất cả đều là té gọi. Ý gì đâu? Chính là nói, người đầu tiên kêu giá, nhất định sẽ là cao nhất những người còn lại đều là càng làm càng thấp. Cho giá tuyệt không cao hơn người trước, dùng biện pháp như thế buộc người Nhật chỉ có thể bán cho cái đầu tiên kêu giá người. Cho tới mua được hàng người, lần sau cũng tuyệt không dẫn đầu mở miệng nữa, sẽ đem mua hàng cơ hội nhường cho người ngoại. Liền như thế, lấy già đời người làm đầu, trẻ tuổi người vì sau, mỗi người cũng muốn vòng bên trên một lần, mới có thể dựa theo loại này thứ tự lại bắt đầu lại từ đầu. Cho dù có đại tông, rõ ràng phong phú lời thương phẩm cũng không đánh nổi gặp phải tình huống như vậy dù là người người cũng mong muốn đồng nghiệp giữa như cũ có ăn ý chỉ cần một người mở miệng còn lại cố ý tranh đoạt người liền một mực sẽ không ra giá tranh chính là không tranh cái này chính là mọi người cho ra thái độ ám hiệu kia suất kêu giá trước người liền sẽ rõ ràng mình không thể ăn một mình theo sau liền miệng nói tiền bạc không đủ hiện trường cùng những người đồng hành hiệp thương như thế nào chung nhau bỏ vốn bắt lại vẫn là ấn tư lịch bỏ vốn ấn tỷ lệ phân phối đã hòa khí lại khách khí hòa thuận vô cùng duy chỉ có người nhật thất vọng ủ rũ cúi đầu chú định náo cái mặt xám mày tro ngày đó buổi đấu giá hiện trường bởi vì ta là trẻ tuổi nhất một tự nhiên chỗ tốt cũng là phân đến ít nhất cái này nguyên bản dễ hiểu nhưng hết lần này tới lần khác có một nhóm lãnh môn nhi hàng mới căn bản không ai muốn kết quả để cho ta nhặt cái đại lậu chiếm tiện nghi. Đó là một nhóm có liên quan khoa học tự nhiên mô hình, khí cụ các loại đồ dùng dạy học cùng trưng bày phẩm. Còn có một chút cùng khoáng vật có liên quan tiêu bản, cái gì phương mỏ đồng A. Lăng á mỏ chì A. Lúc ấy, cứ việc người Nhật ở hiện trường lực mạnh cổ suý, cái này hết sức tốt, hết sức phát tài có, mong đợi đồ cũ thương bỏ vốn mua. Nhưng hiện trường đồ cũ đám thương gia tất cả đều chỉ coi một chuyện tiếu lâm nhìn, căn bản không người tin đều sợ đập trong tay tự nhiên không người ra giá liền một hào tiền cũng không muốn hoa chỉ có ta bởi vì đã từng bán qua tử kim ly rượu cho yến kinh đại học nghiêm giáo sư cùng tống tiên sinh cùng đi qua yến kinh đại học biết qua trong phòng thí nghiệm những thứ đồ này biết những đồ chơi này có giá trị không nhỏ trong đại học thiếu hụt cực kỳ mới có thể quả quyết bắt lại cứ như vậy ta coi như là phát phát tài nhóm này hàng, ta lấy một ngàn đại dương mua. Sau này thông qua nghiêm giáo sư, bán trao tay cho yến kinh đại học kiếm hơn hai mươi ngàn đại dương. Có thể nói là ta bình sinh đã làm nhất ngọt làm ăn, cũng là lớn nhất tông làm ăn. Ta thậm chí sau ngay trong ngày cái khác toàn bộ đồ cũ thương kiếm đều nhiều hơn. Ngươi đến nói một chút, đây là vận khí sao? Hay là kiến thức, tầm mắt cùng bá lực? Cho nên ta phải nói a, à, thật vẫn nhờ có năm đó ta từ Nga nữ nhân trong tay mua lại kia hai một ly rượu. Khi bút làm ăn đã cho ta kiến thức, cũng cho ta tư bản, còn để cho ta từ trong có kinh nghiệm, hiểu được rất nhiều kiến thức. Nếu không có trước đó một lần, ta cũng không kiếm được cái này sau một lần tiền. Hôm nay giống vậy không nhìn ra hai cái này Tây Dương con cờ kỳ quặc. Huống chi như đã nói qua, nếu không phải thừa dịp Nhật Bản đầu hàng, ta ở trong thời gian ngắn nhanh chóng phát của cải. Năm 1946 thời điểm ta lại thế nào có thể cầm được bỏ tiền tới đem mã gia vườn hoa mua lại. Không có mã gia vườn hoa, ngươi lại từ đâu chỗ đi làm cái này hai con đồng hạt tới a, à, kia ngươi đến nói một chút. Hôm nay đây là vận khí của ngươi sao? Ngươi như thế chảnh chọe, không biết ngượng nha. Còn đụng chuột chết mèo mù cũng là tốt mèo. Tự lớn một chút chính là thối ta, ta đều chẳng muốn gõ ngươi. Ninh vệ dân bị triệt để hỏi khó, mắt trợn tròn. Mới vừa rồi thản nhiên tự đắc, dương dương đắc ý sức lực, toàn bay không có, tan hết. Hắn lúc này, không thể nghi ngờ lại thần trả lại như cũ kia phim hoạt họa cuối cùng cảnh tượng, hát cái ca nhi cười ha hả, là công tử biến thành lớn câm. Chương 639, Bích liền đều không. Ninh vệ dân không thể không thừa nhận, bản thân cùng sư phụ xác thực trên lệch giá cả thị trường đâu. Tự vấn lòng, nếu như hắn liền là năm đó khang thuật đức. Mặc dù bằng biết người khả năng, gặp Nga nữ nhân, hắn vậy cũng sẽ đem kia đối ly rượu mua lại. Nhưng mấu chốt chính là cái này từ vừa mới bắt đầu, phía sau chuyện lẫn nhau nguồn gốc quả, cũng hợp với chuỗi chút đấy. Chỉ có cái tốt bắt đầu có cái gì dùng a à? Hắn có xác suất rất lớn, sẽ ở chuyện sau xui xẻo qua quyết đem hai tử kim ly rượu trực tiếp ấn hoàng kim giá nhi bán. Dù sao hắn không thích Tây Dương đồ chơi, sẽ không lên tồn tại ý niệm. Cao hứng kình vừa lên tới, khẳng định liền vương vấn vội vàng đem tiền mặt nắm bắt tới tay. Khi nếu hắn sẽ không giống khang thuật đức cùng tống tiên sinh như vậy, phi phải hiểu rõ đầu đuôi rốt cuộc. Cũng không có moi móc ngọn nguồn, làm cái thủy lạc thạch xuất ham hiểu biết dĩ nhiên cũng sẽ không nhận biết nghiêm giáo sư cũng căn bản không thể nào tiếp theo phía sau đại nguyên bảo không có phía sau đại nguyên bảo lại làm sao mua mã gia vườn hoa không có mã gia vườn hoa dĩ nhiên cũng liền không khả năng có hôm nay lần này tìm bảo cho nên mới vừa rồi lão gia tử chủ trương là hoàn toàn thành lập vận khí chính là xây dựng ở kiến thức tầm mắt cùng bá lực bên trên liền hắn hôm nay có thể đứng ở chỗ này đều là dính sư phụ ánh sáng vậy còn có cái gì có thể nói a à? cái này kêu là gia chi không còn lòng đem chỗ này phụ a à. lão gia tử không có khác ta phục ta kim mộc thủy hỏa thổ cũng không phục liền phục ngài a à, có chơi có chịu tâm phục khẩu phục suy nghĩ ra rồi thôi sau ninh vệ dân từ ngẩn ra trong tỉnh qua vị tới tiến lên liền chắp tay nhận thua rất là quan côn lão gia tử không phải ta phủng ngài ngài cái này hỏa nhãn kim tình biết vật biện hàng bản lãnh liền cố cung trong chuyên gia cũng không sánh bằng ngài chính là toàn năng toàn tri a à, thậm chí ngay cả dương đồ chơi đều biết nếu không thế nào nói ngài là sư phụ ta là đồ đệ đâu ngài thứ ở trên thân đủ ta học cả đời ngài nhìn ta cái này hai đồng hạt a à, tính tới tính lui cũng liền hơn hai trăm khối ngài cái này hai tử kim tây dương con cờ thế nào cũng phải hai lượng cao cao ấn trong nước giá vàng Năm mươi khối một khắc kia cũng phải hơn năm ngàn đâu. Nếu như Tử Kim thật vẫn như vậy quý, như vậy liền phải hết mấy vạn không phải. Ai, ta là không cho là mình còn có thắng ngài cơ hội. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay ngài chính là cuối cùng người thắng. Kia cái gì, ta đem đôi này nhi đồng hạt đưa cho ngài, là cam tâm tình nguyện, cái này không hai lời. Bất quá sư phụ, ngài có phải hay không dơ cao đánh khẽ? tha ta một mạng a à, cái này chép sách việc, có thể hay không cho ta miễn a à. ngài nhìn hôm nay cái này thật tốt ngày ta lái xe mang ngại đến xem nhà ta cái này không có công lao cũng cũng có khổ lao a à. ngài là nhìn phòng nhìn cao hứng còn nhân tiện phát bút của cải song hỷ lâm môn nhưng ta cái này mất công một trận còn phải chịu phạt ta đây cũng quá oan uổng điểm a à, ngài nói đúng không nhìn ninh vệ dân mặt mệt đạp cầu khẩn bản thân kia ánh mắt nhỏ hãy cùng đứa trẻ cùng đại nhân đòi đường ăn vậy khang thuật đức thật là có điểm gặp khó khăn không khỏi thở dài một tiếng tiểu tử ngươi ta nói ngươi cái gì tốt kỳ thực a à, nguyên bản ta cũng không nghĩ phạt ngươi chép sách bất quá là vì để cho ngươi nhắc tới điểm tinh thần thật tốt đem ý nghĩ đặt ở tìm đồ bên trên nhưng nói thật ngươi hôm nay biểu hiện là quá khiến ta thất vọng a à, ánh mắt tiến bộ một chút không có không nói còn lười biếng tự đại thô tâm sơ sẩy lời nói không dễ nghe ngươi còn không bằng vừa mới bắt đầu không nhập môn thời điểm đâu quá kém ngươi trong mắt của ta a à, phạt ngươi chép sách ngược lại là rất cần thiết một chuyện nhưng ngươi lại lại cứ cùng ta nơi này bày công lao nhất định phải đem hai chuyện nói nhập làm một không đáp ứng ngươi lộ ra ta không có tình người đã đồng ý ngươi ta mới là hại ngươi như thế ngươi muốn thật không muốn chép phải làm cái bất học vô thuật phế vật vậy ta cũng hết cách liền tùy theo ngươi được rồi nhưng có một dạng ngày sau ngươi cũng đừng oán trách ta nói cùng ta không có học được thật vật lão gia tử lời này liền hơi nặng quá nói là tha thứ lại lộ ra ai này bất hạnh giận không biết phấn đấu ý vị nét mặt cũng là nhìn xuống tương đương khinh bỉ cùng chê bai a à. cái này dĩ nhiên không phải ninh vệ dân kết quả mong muốn hắn không khỏi có chút cảm giác khó chịu, còn có chút không phục. Sư phụ, ngài lời này thế nào nói, ta liền như vậy chênh lệch sao? Còn không bằng mới vừa lúc mới bắt đầu. Bây giờ thế nào nói, ta cũng biết không nhỏ bảo bối. Ta hủ kia cung ngài không phải đi qua nha, ta lấy được mặt hàng chẳng lẽ còn chưa đủ cấp bậc. Vậy mà lão gia tử phía sau vậy càng ông tâm, đồng thời cũng để cho hắn lớn kinh hãi vô cùng. Hay, người cái này nghĩ minh bạch giả hồ đồ không phải ta người sáng suốt không nói mò người đi văn vật cửa hàng vật mua được tính cái gì khả năng chim sẻ trong ổ ngươi muốn móc ra trứng phượng hoàng tới mới tính bản lãnh thật sự quá khứ ngươi là cái gì giảng à ta còn nhớ ngươi chuyến đạn căng nhi chợ quỷ thời điểm mua về cái đó bàn trang điểm được rồi lần đó ngay cả ta cũng đưa mắt nhưng ngươi lại có thể nhìn ra tấm gương kia là cả khối thủy tinh mài thành. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ khi đó, ngươi là thật đang dùng tâm chui a, à, gặp chuyện cũng yêu dùng đầu óc. Nhưng hôm nay đâu? Hai tay Dương con cờ liền có thể để ngươi tùy tiện nhận thua. Lại cứ chân chính bảo bối ngươi đã cầm ở trong tay cũng không nhận ra a. À. Nhất là mới vừa rồi. Ta cầm công việc mình cũng hợp với điểm ngươi đến mấy lần. Nhưng ngươi đây Ngu động cực kỳ, thật coi giải buồn câu chuyện nhiên nghe a. À. Ta liền kỳ quái, ban đầu trên người ngươi linh tính cũng đi nơi nào, mới vừa rồi ngươi nói cái gì tới? Con mèo mù có thể bính thượng tử háo tử, mèo mù cũng là tốt mèo. Ai, ta cũng thấy ngại nói ngươi. Ngươi cái này con ngươi, là sao mèo mù không mạnh hơn bao nhiêu? Thậm chí ngay cả việc quay tử cũng có thể nhận thành chuột chết, thật nên cho ngươi móc đi. Kinh ngạc, ngạc nhiên không thể tưởng tượng nổi lời của lão gia tử giống như một lớn sét nổ ninh vệ dân trong lòng tầm một tiếng a hắn không dám tin chạy đến bản thân đồng tiên hạt trước mặt bên trái tường tận bên phải tường tận tốt một trận suy nghĩ nhưng lại cứ hay là không nhìn ra cái như thế về sau sư phụ ách ngài cũng đừng đùa ta rồi đây là bảo bối thế nào có thể không phải là thanh mạc một hoàng tạp đồng sáp thiên nha khổng tước lục trĩ cũng ra ngoài rồi. Phải, hắn càng là đoán chắc càng xong. Bởi vì khang thuật đức phía sau vạch ra đáp án, có thể để cho hắn hận không được bản thân mắng bản thân ngu, thẹn phải một con động thổ trong khe đi. Ngươi thật đúng là không có thuốc chữa rồi. Câu trả lời cũng nói cho ngươi biết. Hay là không nhìn ra cái như thế về sau? Nằm là không sai a. À. Nhưng chất liệu liền có vấn đề. Ngươi xem thật kỹ một chút kia hạt ánh mắt là liệu việc sao? Liệu việc nó thế nào còn có chút phân biệt đâu? Ninh vệ dân như thế nhìn một cái, quả nhiên như khang thuật đức chỗ chỉ điểm vậy. Đừng nói hai con đồng hạt ánh mắt không phải bình thường lớn nhỏ, tiêu chuẩn hình dáng, chính là màu sắc đỏ cùng thấu lượng độ tựa hồ cũng có chỗ phân biệt, chẳng qua là sắp xỉ mà thôi. Hi, hắn đích xác là thô tâm sơ sẩy, không ngờ một mực không có chú ý tới. Ý của ngài, đây là đó còn cần phải nói nha cái này đối tiên hạt sáp thiên giá trị đầu tiên đang ở ở ánh mắt đó là bốn khỏa hồng ngọc a à. hồng ngọc đối đi làm mặt nhẫn cũng đủ ngươi làm bốn cái thành sắc như thế đỏ màu sắc như thế tốt riêng này chút đá quý giá trị là có thể cùng ta tử kim con cờ không phân cao thấp ninh vệ dân lúc này kia là cực kỳ kinh ngạc a à. hắn nhìn lại cái này đối tiên hạt cảm giác hãy cùng nhìn chiếu lấp lánh thoi vàng vậy nhưng chuyển niệm lại nghĩ một chút tự hồ hay là khả năng không nhiều rất trọng yếu một cái vấn đề cái này hoàng tạp đồng tiên hạt thế nào biết dùng hồng ngọc làm ánh mắt không phối hợp a à? lão gia tử cái này đây là không có đạo lý chuyện a à? thứ tốt đều là lắp ráp nha nhà nào thợ thủ công cũng không dám như thế làm a à? ai sẽ cầm chân quý đá quý cùng hoàng tạp đồng xứng đôi đây không phải là làm bậy sao ninh vệ dân là cho là mình bắt được mấu chốt của vấn đề sơ hở ai ngờ lần này dựa vào lý lẽ biện luận ở khang thuật đức chỗ kia còn là một chuyện tiếu lâm hư hư cái gì gọi thông minh quá sẽ bị thông minh hại a à? ngươi cũng là bởi vì biết cái này mới vào trước là chủ ngươi xem thật kỹ một chút kia hạt vóc người đi lại suy nghĩ thật kỹ như thế cao một thước đồng tiên hạt lại là chân sau nhi đứng thẳng nếu như để tọa hay là đồng, đè ép được nó sao? Chẳng lẽ điểm này thông thường còn không hiểu sao? Người nói chính là không sai, thứ tốt là đồng bộ, ánh mắt là đá quý, thân thể liền phải dùng vàng. Nhưng bởi vì đặc biệt khí vật hình thù cần, cái này vàng, người ta là cho ngươi dùng tại cao để tọa bên trên. Thôi đi, cái này hai con đồng hạt A, dùng vàng sắp xỉ có ba cân đâu. Tiểu tử ngốc, ít nhất đáng giá một trăm ngàn vật, ngươi không ngờ cho là chỉ đáng giá cái 200. Ta thế nào khen ngươi tốt nha? Ai nha, ta là khối mẹ nha. Nghe xong lời nói này, Ninh vệ dân lúc ấy liền mặt đỏ tới mang tai nha. Hắn không có cách nào không thừa nhận bản thân phế vật điểm tâm A, như thế đại bút tài, muốn không có lão gia tự đánh thức, vậy thật là phải bị hắn dương tay một cái ném ra. Con mèo mù đụng chuột chết. Hắn bây giờ hận chết những lời này. Ngoài trường thành, cổ đạo bên, phương thảo ngày. Bích liền đều không a. À. Chương 640, nhỏ học bạc. Một chân chính người thông minh, muốn chính là suy nghĩ kỹ càng, không nóng không vội. Nghĩ ở xã hội đặt chân, không có hai thứ này rất khó được hoan nghênh. Người có thể không tính toán những người khác, nhưng không thể không đề phòng đừng người tính toán làm người vĩnh viễn phải để tâm nhiều, làm việc mới có thể không chút phí sức. Người không thiếu tài hoa, vấn đề lớn nhất chính là tính tình phiêu hốt, trầm ổn chưa đủ. Cho nên ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, đắc ý chỉ biết phong hình, vui vô cùng chỉ biết sinh buồn. Ở cá nhân ngươi, trọng yếu nhất là vĩnh viễn giữ vững cẩn thận một chút. Khiêm tốn ham học hỏi thái độ A, ngươi có thể kiếm được tiền, thành tựu chuyện, mãi mãi cũng là tầm mắt của ngươi cùng học thức quyết định cũng là ngươi làm người thái độ quyết định, không có may mắn. Ai, sư phụ, lời của ngài ta nhớ kỹ. Đều nói thanh xuất vu lam mà thắng ở lam, nhưng tại trước mặt ngài, ta sợ mãi mãi cũng là sưng mặt sưng mũi, thanh tha. Lần này đối thoại chính là khang thuật đức cùng ninh vệ dân thầy trò tỷ thí kết quả cuối cùng. Hôm nay ở thuyết phục đồ đệ trong quá trình, khang thuật đức người sư phụ này, cao minh nhất địa phương, chính là không có nghiến răng nghiến lợi đi lên án mạnh mẽ ninh vệ dân. Vừa đúng ngược lại, lão gia tử còn trọn vẹn triển hiện sự bao dung của hắn. Bao dung đến dẫn dắt từng bước, không sợ người khác làm phiền phản phục dẫn dắt. Bao dung đến không thèm ở so đo, chỉ chờ đến ninh vệ dân cảm thấy mình đuối lý, phiên nhiên tỉnh ngộ. Nhưng vừa đúng chính là loại này nhìn xuống đại độ, đem, lý, lợi, tình, hòa thành một lò lấy đức phục người. Mới có thể chân chính khiến cho ninh vệ dân linh hồn rung động, không biết nói gì. Đối mặt như vậy sư phó, ninh vệ dân còn có thể như thế nào đâu? Cuối cùng có thể nghĩ tới cũng chỉ có một chữ, quy. Sư phụ một mảnh dụng tâm lương khổ. Để cho hắn lại không tìm được bất kỳ cớ gì cùng lý do cự tuyệt chép sách. Hắn thậm chí vì từng muốn muốn đường đường chính chính làm cái phế vật ý niệm, mà xấu hổ không dứt. Trong lòng dân lên một cổ nghĩ quốc chính mình hai trăm cái miệng, đem trừng phạt tăng gấp bội xung động. À, trời ạ! À cái này quá không lý trí nhất định phải yên tĩnh một chút nói tóm lại theo sau ninh vệ dân chẳng những đem mình tìm được một đôi sáp thiên một mực cung kính dân tặng cho sư phụ hơn nữa cũng biết sai liền đổi không còn hấp tấp nghiêm túc giúp đỡ khang thuật đức thu lại đồ còn dư lại tới cố gắng vượt qua nông nổi hiệu quả là dựng sào thấy bóng ninh vệ dân giống như một cái liền trở nên sáng mắt sáng lòng không ít rất nhanh từ phóng kim chỉ sơn trong hộp, hắn liền phát hiện một đã sắp bị cọ rơi ấn ký, viết là kế cổ trai. Từ đó để cho Khang Thuật Đức suy đoán ra, cái này đáp ứng đời thanh quan tự năm vật. Ngoài ra, Ninh Vệ Dân vẫn còn ở trang sách trong tìm được một hương sơn cảnh thu thể dấu trang, phát hiện phía trên có lưu thẩm tổng văn ký tên cùng đề tự. Cái này hai kiện nho nhỏ thành quả, cũng chứng minh hắn đã lần nữa nhặt tỉ mỉ cùng kiên nhẫn. Khang thuật đức nhìn ở trong mắt cảm thấy an ủi. Thế là khích lệ hơn, cũng thì có tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm cùng tâm đắc hăng hái. Đánh trống nhi đánh nửa đời, lão gia tử trong bụng chính là cái tiệm tạp hóa A, tầm mắt của hắn đã sớm không giới hạn trong cùng văn hóa dính dáng vật, cho nên trải qua hắn tay, từ bàn gõ trong lửa đi ra vật nhiều hơn. Trừ nhảy ra một thanh hơi có hư hại quạt giấy, một khối dùng một nửa trần mực, một thanh bóng loáng tính toán ra liền một dơ bẩn người bác tiên, một bộ kiểu cũ dạng mắt kiến, một đài quyển tử năm xưa vải trắng cũng được hắn thu hoạch. Bất quá chính vì vậy, ninh vệ dân mới có thể từ lão gia tử giảng thuật trong. Biết nhiều hơn từ nơi khác không nghe được kiến thức. Tỷ như cái này hà tiên cô hình thù người bác tiên nhi đi, đó chính là kinh thành quá khứ có một một loại nhung chế phẩm, hôm nay đã rất khó tìm thêm đến. Bởi vì là do nhung chim sáng tạo mà nổi tiếng, cho nên loại này nhung chế phẩm liên tục xưng là nhung chim. Theo Khang Thuật Đức nói, loại vật này là đem tơ tầm, tơ tầm, ma sợi cùng tơ nhân tạo, thành nhung nhuộm màu sau này, ở tơ kim loại càng thêm công chế thành. Phức tạp công nghệ tổng kết thành một câu lời đơn giản, chính là sợi đồng vì xương, tơ tầm vì thịt. Tại quá khứ, loại này nhung chế phẩm cách dùng là rất rộng rãi. Bởi vì nghĩa rộng bên trên, nhung chim còn bao gồm nhung chế hoa, trùng, cỏ, thú, các tường nét chữ, đồ án, hoa dạng, nhân vật chờ. Giống như năm tháng cũ trong, những đứa bé kia trên mũ những thứ kia diễm lệ mau nhung trang sức phẩm, các nữ nhân đồ trang sức, hôn lễ mời gã màu đầu, kinh kịch các diễn viên mũ mão, nhỏ treo tường, bồn cây cảnh, bồn hoa, cùng với ngựa, là lừa chờ gia súc trên đầu đỏ nhung cầu cùng trang sức vật, gần như đều là loại vật này. Đặc biệt là bởi vì hoa cỏ cùng vinh hoa cùng âm, đeo hoa cỏ, ngậm mang vinh hoa phú quý ý tứ, cho nên kính yêu hoa cỏ người là đặc biệt nhiều. Lão gia tử tại sao muốn đưa cái này người bác tiên làm thành vật đâu? Không phải là bởi vì hắn thích loại này hàng mỹ nghệ. Mà là bởi vì hắn biết, như loại này người bác tiên, từng là hai những năm 30 đông an thị trường vang bóng một thời đồ chơi, thuộc về nhung chim cực kỳ hiếm thấy sản phẩm. Đây là từ kinh thành nổi danh nhất nhung chim danh gia, có nhùng chim trương danh xưng trương bảo thiện bắt chước thanh cung tinh phẩm tới chế tác chỗ mấu chốt nhất là dùng tài liệu cùng tầm thường bất đồng quả nhiên ninh vệ dân dựa theo lão gia tử chỉ điểm gỡ ra nhân vật quần áo ra một cái nhìn phát hiện bên trong kim loại lại là đã oxy hóa phải xấp xỉ ở đen thùi bạc trắng mặc dù dùng lượng không nhiều chỉ dùng ở người bác tiên nhi khung xương nhưng có thể bán cái hai ba mươi khối cho tới bộ kia cũ kỹ mắt kiến giá trị, nằm ở bọn nó là nguyên lai mở ở Tây mài xưởng tam sơn trai tinh thạch cửa hàng kính mắt, lão già. Hay là lời của lão gia tử, cái gọi là tinh thạch mắt kiến, kỳ thực ngay tại lúc này mọi người nói thủy tinh mắt kiến. Năm đó, tam sơn trai, đúng lắm có uy tín hiệu buôn, thủy tinh đều là đặc biệt định điểm từ nguyên nơi sản sinh mua mà tới. Tỷ như vô sắc thủy tinh trong suốt đá đến từ Tô Châu. Màu mực đá thủy tinh đến từ Ulanbata, màu trà đá thủy tinh đến từ Lao Sơn. Vì vậy, tam sơn trai, mắt kiến chất lượng tuyệt đối có bảo đảm, giá tiền cũng phải so nhà khác đắt hơn nhiều. Cho dù bây giờ, cặp mắt kiến này muốn đưa tính thác cửa hàng đi, muốn đổi cái 180 nguyên cũng là không có vấn đề. Còn có cuối cùng kia một quyển tử năm xưa vải trắng, kỳ thực cũng không phải bình thường bố kỳ thực đây là một loại dùng cây gai lấy thuần thủ công dệt mà thành lưu dương tròn tia mảnh vải đây bởi vì loại này vải đây lấy dệt công tinh xảo phẩm chất đặc biệt nhẵn nhụi xương hùng ở thế đời minh liền bị liệt là triều đình cống phẩm cho nên đánh tới chỉ bán phải không tiện nghi tối thiểu cũng là bình thường vải bông gấp hai giá tiền mặc dù là trận bố xem ra thả ít nhất hai mươi mấy năm nhưng chất lượng bên trên không có tật xấu một chút không tiêu màu sắc của nó hơi phát hoàng đó không phải là gác lại thời gian dài đưa đến mà là nguyên bản xương gà bạch lão gia tử còn nói vật này nhân chế tạo thủ công đặc biệt phiền phức thuộc về sản lượng ít giá cả cao cũ kỹ già yếu sản phẩm sớm bị công nghiệp sản phẩm thay thế nhiều năm bây giờ trong cửa hàng muốn mua cũng tìm không ra hôm nay có thể được đến thật sự là khó được vừa đúng dùng để làm mấy bộ quần áo vượt qua cái này nóng bức nhất mát mẻ vừa người Đối với hắn mà nói, ngoài ý muốn phải những thứ này vải đây, xa so với tìm được nhiều hơn vật đáng tiền còn làm người ta mừng rỡ. Kỳ thực lời này, đồng thời dùng tại ninh vệ dân trên đầu cũng sắp xỉ. Nghe lão gia tử nói thầm những chuyện này, đối ninh vệ dân mà nói, vậy so tìm được cái gì vật đáng tiền, càng thấy vui vẻ đâu. Lão gia tử thậm chí còn đem thế nào làm nhà ảo thuật, quá khứ đồ cũ hành xử lý như thế nào, ông Tây Hàn biện pháp nói với ninh vệ dân một ít, có chút chiêu nhi xác thực rất hữu dụng, cũng rất có ý tứ. Cũng tỉ như xuyên đi. Vô luận là nhung, lụa sa, bông, da, lông. Chỉ cần là người xuyên qua đã dùng qua những thứ này đồ cũ, sợ sẽ nhất là có trận. Vậy vạn nhất có trận nên thế nào làm đâu? Kỳ thực cũng dễ làm. Rất đơn giản một cái biện pháp, chỉ cần đào hố, đem những này có trận vật vùi vào đi. Một đêm quá khứ, cho dù là cái lớn rận bao cũng có thể đem rận tan hết lại moi ra liền tốt cứ như vậy nói một cái phải cao hứng một nghe si mê thầy trò hai người lúc này tâm tình cùng tâm tình có thể so với lúc mới bắt đầu đợi hòa hợp không biết bao nhiêu hoặc giả cũng chính là bởi vì người một cao hứng thì càng dễ khai khiếu gần tới thu thập lúc kết thúc ninh vệ dân chợt liền nhớ lại tôn ngũ phúc từng lỡ tay đánh nát một phá ngồi đồng hồ kết quả từ bên trong tìm thoi vàng chuyện đến rồi. Đi theo hắn cũng không khỏi phải đem ánh mắt chầm chầm ở trên tường cái này mặt 8 giờ 20 lớn treo đồng hồ bên trên. Theo lẽ đương nhiên nghĩ đến, nếu như vậy một nhỏ ngồi đồng hồ trong cũng có thể giấu thoi vàng, như vậy lớn treo chung hội sẽ không cũng cất giấu cái thứ gì đâu. Đừng nói, có lúc người này. Chính là như thế quỷ thần xui khiến, nghĩ được như vậy, nên vệ dân liền không nhịn được ra tay đi đủ đợi đến đủ hạ treo đồng hồ sau, lại như thế một lật, gỡ xuống phía sau hợp bản, hắn lập tức liền mắt trợn tròn. Bởi vì bằng lòng nói, hắn cũng không cho là thực sẽ tìm cái gì, không phải là nổi hứng bất chợt, có táo không có táo đánh ba sao chuyện. Nhưng không ngờ liền như thế tà tính, tòa kia đồng hồ bên trong lại còn thật cất giấu cái không lớn một chút cái hộp nhỏ đâu. Ninh vệ dân tìm thức nháy mắt một cái, vậy mà có chút khẩn trương, hô hấp đều có chút dồn dập không vì cái gì khác. Xác suất này quá không bình thường. Nghĩ cái gì có cái gì? Thiên hạ còn có chuyện tốt như vậy à? Đây quả thực theo liền hoa hai khối tiền mua trương vé số, liền trúng phải 5 triệu giải đặc biệt tình huống vậy à, mãi mới chờ đến lúc đến hô hấp đều đều, hắn động thủ nữa đem cái hộp này vừa đào ra, theo sau càng là mắt trợn tròn. Bởi vì cái này cái hộp nhỏ không ngờ phẩm chất là bạc. Kia có thể tưởng tượng được, trong này kia phải cất giấu cái gì báu vật a? À? Thoáng một cái nhưng lại không kềm được, Ninh vệ dân vội vàng chào hỏi bên kia còn đang chuyên tâm lật tới lật lui bàn gõ sư phụ tới. Chỉ cái này nhỏ hộp bạc. Hắn cũng vui vẻ ra cái rắm đến rồi. Đầy mặt mặt tràn đầy đều là nếp cười nhi. Chỉ biết không ngừng nói, lão gia tử. Ngài nhìn, ngài nhìn kia. Giống như khang thuật đức như vậy không khéo người dĩ nhiên không cần ninh vệ dân lại nói cái gì. Bằng mắt thấy được hết thảy, hắn là có thể làm rõ đại khái tình huống. Vậy mà kinh ngạc của cô hắn nhưng cũng không so ninh vệ dân ít hơn bao nhiêu, nhất là không thể không bội phục ninh vệ dân vận đạo. Lão gia tử không có trả lời, lấy trước khối vải khô tới, đem cái này cái hộp nhỏ dùng tâm lao. Sau đó đặt ở dưới đèn tường tận, hộp nhỏ lập tức chiếu sáng rạng rỡ mà học bên trên tinh xảo nhỏ đồng khóa dù đã rỉ sét đổi xanh lại vẫn vững vàng phong tỏa ở vòng cài nút. liền như thế nhìn hồi lâu lão gia tử mới cảm khái bên trên hay ta đây không phải là nằm mơ đi tiểu tử ngươi thật đúng là có thể đụng đại vận a à. ta nói ngày khác ngươi dứt khoát khiêng lên đem lạc dương sang bằng đi huyền vũ khu thanh niên hồ đào hố thử một chút đi có lẽ ngươi cũng có thể tìm thấy kim triều rải rác vàng bạc tiền của Nói tới nói lui, đùa thuộc về đùa, chuyện quan trọng nhất, không thể nghi ngờ là vội vàng mở ra nhìn một chút, bên trong rốt cuộc là cái gì. Xong khi hai thầy trò khó khăn lắm mới tìm được hợp tay điểm gia hỏa gì. Đem cái này cái hộp nhỏ đồng khóa mở ra, nhất ly kỳ một màn phát sinh. Cái này nhỏ vật trong hộp cùng hai người bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Bọn họ không có phát hiện bất kỳ trân bảo, bên trong không ngờ chỉ có hai cái giấy dầu bao. Mở ra sau khi, Phát hiện vậy mà chỉ bao hai nhúm dùng tơ hồng tuyến buộc tóc. Thật là hy vọng bao lớn, thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Điều này làm cho hai thầy trò không khỏi không thể tưởng tượng nổi, trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn ngạc nhiên. Ninh Vệ Dân là hoàn toàn không nghĩ ra. Cái này. Cái này sao chuyện a? Sư phụ. Ngài nói cái này. Như thế tốt cái hộp nhỏ. Bên trong để lại cái cái này mà Khang Thuật Đức lại mặt chìm như nước, sửng sốt chốc lát, tự hồ đã có chút hiểu được. Hắn đưa qua kia hai cái giấy dầu bao, chỉ phía trên một viết gấm hoa, một viết trong xuyên nét chữ cho ninh vệ dân nhìn. Ai, như ta đoán không sai, cái này hợp đúng là nơi này qua đời chủ nhân phóng ở bên trong, kia nên chính là hắn vợ con tóc. Có lẽ liền là năm đó trung chuyển thời điểm, gia đình của hắn bị đánh vào, không thể không với nhau chia lìa, mới sẽ thả ở bên trong. Đây là huyết mạch thân tình, là người tinh thần cùng tình cảm dựa vào A à, đối một người mà nói. Hoặc giả cái này hai lọn tóc mới là vật quý nhất. Hơn xa cái khác vật thế tục. Ước chừng là xuất cảnh sinh tình, cũng nghĩ đến bản thân năm đó. Khang thuật đức dứt lời, liền hai mắt nhắm nghiền, có chút không đành lòng thấy gặp lại bạn kia bên trên vật. Cảm đồng thân thụ đau đớn ở hắn tấm kia trải rộng nếp nhăn trên mặt, bắn ra nặng nề tuyệt điều. Ninh vệ dân mới chợt hiểu ra. Hắn yên lặng thu thập xong tóc kia cùng giấy dầu bao, đem bọn nó lần nữa sắp đặt trở về hộp bạc trong. Nâng đầu một sát na, thấy được trên tường những hình kia, không kìm hãm được cảm thấy một loại mơ hồ đau lòng. Vào giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy khắp phòng đều là lão biên tập mong muốn đối với nhi tử kể lễ, lại chưa có thể lời nói ra. Vậy mà ngoài cửa sổ cũng là một mảnh trong suốt trời xanh. Có câu từ trên trời lướt qua, tinh tre đi phun sơn bầu trời để cho người có loại nhìn không thấu sâu xa. Loại này mãnh liệt so sánh tương phản, mang cho hắn một loại phi thường khó có thể kể lễ tình tố. Một trận chua xót, một trận phiền muộn. Ai? Hắn cũng không kìm hãm được, phát ra một tiếng thở dài. Trên thế giới rất nhiều chuyện không thể tin nổi. Nhân thế giữa không ít nội tình ngoài dự đoán. Ngày nay, hắn là chân thiết thể nghiệm đến, cảm nhận được.